Kính lạy Chúa là Đức Trời tốt lành, Cha từ ái của chúng con. Ngài đã ban cho chúng con ngày Thánh Nhật để chúng con được đến nhóm lại thờ phượng Ngài. Hãy ngợi khen tôn vinh danh Thánh Ngài và để đón nhận lời hàng sống của Chúa là lời cứu được linh hồn chúng con và khiến cho tâm linh chúng con được phục hồi lại, được khỏe mạnh, được gây dựng và được trưởng thành có tầm thước vóc dạc theo ý muốn tốt lành của Ngài. Vì Ngài dùng lời của Ngài để khiến chúng con trở nên thánh trước mặt Chúa và khiến chúng con trở nên dân tuyển của Ngài, là dân thể tế lễ nhà vua để được đồng với Ngài cai trị. Và bởi cơ đó chúng con tạ ơn Đức Chúa Trời vì ân điển tốt lành Chúa ban cho chúng con mà chúng con đón nhận lời của Chúa giờ này. Cầu xin Đức Thánh Linh là thật lẽ thật, là đấng duy nhất dẫn chúng con vào trong lẽ thật của lời Ngài. Xin ghi lời của Ngài trong lòng chúng con và trong trí khôn, khiến chúng con nghe, hiểu được và vui mừng nhìn giữ lấy để có sức lực làm theo mạo lệnh Ngài. Xin Chúa sức giàu cho hết thảy mọi người chúng con khi nghe, cũng như cho chính con khi giảng lời của Chúa đều được cậy ơn của Ngài, nhờ sự giàu của Chúa để công bố lời của Đức Chúa Trời là lẽ thật hằng sống của Đức Chúa Trời, là luật pháp của thánh linh sống, luật pháp đời đời bất diệt của Chúa, để tôn cao danh Thánh Chúa và cho tất cả những người nào tin lời của Chúa được hưởng quyền phép của lời Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con dâng thì giờ còn lại trong tay Ngài cai trị và dẫn dắt. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta học tiếp đến các lẽ thật trong sách Giăng bài thứ tư, sự sáng soi trong tối tăm. Kinh thánh nền tảng là Giăng đoạn 1 câu 5. Sự sáng soi trong tối tăm, tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng. Trong bài trước chúng ta đã học về ý nghĩa của sự sống trong lời của Đức Chúa Trời. Và sự sống đó đối với là người chúng ta còn là sự sáng để soi dẫn tâm linh của chúng ta trở về với Đức Chúa Trời, là đấng ban sự sống cho loài người chúng ta. Trong bài hôm nay chúng ta được đối diện với một lẽ thật mầu nhiệm về quyền phép của sự sáng, cũng như mục đích của sự sáng mà Đức Chúa Trời đã ban cho loài người chúng ta qua lời của Ngài. Ngay từ lúc ban đầu, để tạo nên muôn vật trong vũ trụ này cũng như trên trái đất này, mà trước hết là tái tạo cái trái đất vốn đã bị sự tối tăm bao phủ. Sáng thế ký đoạn 1, câu 1 đến câu 2 chép lời của Đức Chúa Trời. Ban đầu, Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, và đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực, thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Căn cứ theo lời của Chúa trong bản King James Version, thì câu 1 và câu 2 có nghĩa là trong buổi bắt đầu của sự tạo dựng trái đất cùng muôn vật, Đức Chúa Trời tạo nên bầu trời và trái đất, và trái đất bấy giờ hoang vu và không có hình thể rõ rệt. Sự tối tăm bao phủ bề mặt của trái đất và biển cả, thần của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Trong buổi bắt đầu hay là sự khởi đầu, lời Đức Chúa Trời cho chúng ta biết trái đất đã có trong vũ trụ này, tức là trong khoảng không bên dưới thiên đàng, nhưng đã bị bao phủ bởi nước và ở trong sự tối tăm ở trong khoảng không bao la này. Và thời kỳ này là khoảng không bên ngoài thiên đàng đó, chưa hề có một vì sao nào, chưa có mặt trời, cũng chưa có mặt trăng, mà chỉ có bóng tối và sự tối tăm mà thôi. Trái đất nằm trong khoảng không gian bao la này, được Đức Chúa Trời tái tạo lại bằng quyền năng vô biên của Ngài và bởi sự muôn luận của Chúa. Và tất cả mọi sự được Đức Chúa Trời cho phép chép xuống trong Kinh Thánh này chính là nguyên tắc của sự sống và cũng là sự sáng để soi sáng cho hết thảy mọi loài mà Đức Chúa Trời tạo dựng lên, hoặc là trên trời, hoặc dưới đất, kể cả các thiên binh, thiên sứ và loài người. Gọi là nguyên tắc và sự sáng để chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời làm bất cứ điều gì đều có nguyên tắc của Ngài. Trong tất cả mọi công việc chúng ta làm, chúng ta cũng thi hành giống như Đức Chúa Trời đã làm. Đó là chúng ta rất cần có ánh sáng. Nếu không có ánh sáng thì không có thể tạo dựng được vật gì cả. Chữ dựng nên ở trong câu 1 này, trong tiếng Hebrew có nghĩa là tạo nên, làm ra, sắp đặt, làm cho thể hiện ra, tạo hình, thiết lập. Thần của Đức Chúa Trời đã vận hành trên bề mặt của trái đất lúc này đang bị bao phủ bởi nước và sự tối tăm. Chữ vận hành ở trong câu 2 này trong tiếng Hebrew có nghĩa là bay lượn chung quanh, làm giảm nhẹ áp lực, chuẩn bị cho một điều gì đó được phát triển. Trước khi Đức Chúa Trời tái tạo lại trái đất này, thần của Chúa vận hành toàn bộ trên cái trái đất này. Thần của Chúa vận hành, chúng ta biết rằng không phải là giống như là một chiếc máy bay bay chung quanh trái đất mà thôi. Mà phải hiểu rằng Đức Chúa Trời chúng ta là lớn, tất cả muôn vật kể cả thiên đàng cũng ở trong Đức Chúa Trời. Vậy thì khi Đức Chúa Trời chuẩn bị tái tạo lại trái đất đó, thì thần của Chúa vận hành toàn bộ bên trên bề mặt của trái đất đó. Không có một điểm nào trên trái đất này mà không có thần của Chúa cùng tác động ở trên. Nghĩa của lời Chúa cho chúng ta biết là đó là Đức Chúa Trời đang chuẩn bị làm một điều gì đó khiến nó được phát triển lên. Ngày hôm nay chúng ta có thể áp dụng điều này cho chúng ta là khi Chúa muốn cứu một người nào đó, thì thần của Chúa bắt đầu hành động chung quanh người đó. Các tạo vật chung quanh người đó, cảnh tỉnh người đó, đánh thức người đó, khiến người ta chú ý bằng mắt, bằng cảm giác, bằng tai, bằng thị giác và khứu giác.
Rồi Chúa sai các tôi tớ của Chúa đến để giảng lời của Chúa cho họ nghe, và thần của Chúa hành động ở trong tấm lòng của họ và chung quanh bên ngoài để khiến họ tỉnh thức, để nhớ trở lại với Đức Chúa Trời để Chúa hành động. Cũng có thể như vậy làm giảm những áp lực. Ngày hôm nay chúng ta không giống như là trong thời của dân Israel ở trong xứ Ai Cập. Dân Israel đã được Đức Chúa Trời sử dụng Môi-se từ bên ngoài trở về với quyền phép của Đức Chúa Trời để nói chuyện với vua Pharaoh phải buông tha dân Israel. Nhưng ngày hôm nay thần của Đức Chúa Trời vận hành trên thế gian này bắt các thế lực phải buông tha cho chúng ta, là những người mà Chúa đã chọn để được cứu rỗi đó, khiến phải buông tha chúng ta. Là bởi vì khi chúng ta còn trong tội lỗi, chưa tiếp nhận Chúa, thì của lực của ma quỷ đã trói buộc chúng ta, hành động trên chúng ta và giam cầm chúng ta. Nhưng mà thần của Chúa đã chọn chúng ta, Ngài khiến nó phải buông tha, khiến nó phải để chúng ta có một cái thời kỳ, một cái thời cơ, một cái cơ hội để đến với lời Đức Chúa Trời, để được nghe lời Đức Chúa Trời. Nếu không có Chúa can thiệp thì không ai có thể đến gần Đức Chúa Trời được. Trước mặt, tức là mặt nước ở trong câu 2 này, trong tiếng Hebrew có nghĩa là bề mặt, mặt ngoài, sự hiện diện. Chứ nước ở trong câu 2 này, trong tiếng Hebrew có nghĩa là nước, sự nguy hiểm, sự ác liệt. Bề mặt nước này. Khi một người chưa tin Chúa, người đó giống như một trái đất bị chìm đắm trong bề mặt của nước vậy. Chúng ta biết nước biển nó là muối phải không nào? Bị muối trong cái nước biển khiến cho không thể phát triển được điều gì cả. Thì cũng có thể như vậy, ngày hôm nay thần của Chúa hành động ở trên mỗi người chúng ta và khiến cho chúng ta nhận biết được quyền năng của Đức Chúa Trời. Khi thần của Chúa vận hành trên mặt nước như vậy thì tất cả mọi cái sự nguy hiểm mà đang bao phủ trên đó bị tác động bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. Thế nào? Thì ngày hôm nay khi thần của Chúa đến trên chúng ta, mà khi nào thần của Chúa đến trên chúng ta, ấy là khi chúng ta công bố lời Đức Chúa Trời, khi chúng ta làm chứng về lời Chúa cho một người nào đó, thì ngay lập tức thần của Chúa hành động trên cái người đó, chung quanh người đó và bao phủ chung quanh người đó và tác động. Và cái nước mà gọi là sự nguy hiểm đây là cái bề mặt nó bao phủ người ta đó là quyền lực của ma quỷ. Khi chúng ta hiểu rõ điều này thì chúng ta cầu nguyện trói buộc tất cả quyền lực của ma quỷ, là quyền lực đang bao phủ người đó, đang cầm buộc người đó, bắt phải nhường để cho người đó nghe được lời Đức Chúa Trời. Thần của Chúa hành động như vậy đó, và khi chúng ta công bố lời của Đức Chúa Trời thì cái quyền lực ma quỷ đó phải giãn ra để cho người ta nghe được lời của Đức Chúa Trời. Cũng giống như là thần linh của Đức Chúa Trời hành động chung quanh cái bề mặt của trái đất này để Ngài chuẩn bị sửa soạn nó, đến khi Ngài phán thì nó phải giãn ra để cho đất nhô lên và biển trũng xuống để hình bóng cho chúng ta, vì nó gọi là sự sáng. Bất cứ điều gì nó gọi là lời Đức Chúa Trời chép xuống thì đó là sự sáng cho chúng ta, đó là lẽ thật cho tâm linh chúng ta, để chúng ta áp dụng được cho công việc hàng ngày của chúng ta. Chúng ta có thể nhìn vào công việc của Đức Chúa Trời để làm công việc của Đức Trời ngày hôm nay. Nếu chúng ta muốn giao giảng lời Chúa cho một vùng đất nào đó, chúng ta cũng phải làm theo cách ban đầu của Đức Chúa Trời. Nơi đó phải có sự sáng, tức là có mạng lệnh của Chúa, có lẽ thật của Chúa bày tỏ cho vùng đất đó. Nghĩa là mỗi một vùng đất có một cái thế lực thần linh khác nhau đang cai trị. Có vùng đất bị lời rủa xả của sự giết người, có vùng đất bị rủa xả của sự dâm dục, có vùng đất rủa xả của sự tham lam tiền bạc, có vùng đất bị rủa xả bởi sự mê tín dị đoan. Cái thế lực thần linh đó cầm buộc tận đó. Và khi Chúa sai người ta đến bất cứ nơi nào, Chúa đều cho người ta biết là cái thần linh nào đang cầm buộc, và dùng lời Chúa ở trong Kinh Thánh ở chỗ nào để phá hủy cái thế thần linh đó, công việc của ma quỷ. Chứ không phải bất cứ lời Chúa nào chúng ta có thể sử dụng chung với nhau, nhưng phải chính xác theo đúng cái địa phương đó, hoàn cảnh đó và môi trường đó. Và khi chúng ta công bố như vậy thì thần của Chúa hành động tại nơi đó để sửa soạn cho một công việc, cho đến khi chúng ta thực hành lời Đức Chúa Trời. Khi Chúa vận hành ở đây có nghĩa là bay lượn chung quanh làm giảm nhẹ áp lực, chuẩn bị cho một điều gì đó được phát triển. Chúng ta có thể thấy rõ công việc này khi Chúa Giêsu đi đến cái vùng đất đó, có một người bị quỷ ám, mà người chưa muốn ở bồ mã, xiềng xích đến đâu cũng rứt đứt được cả. Nhưng mà khi Chúa Giêsu vừa đến thì ma quỷ chạy đến trước mặt Ngài và sụp lại. Có phải Ngài đến đây để làm khổ chúng tôi trước kỳ không? Chúng sợ hãi. Sự hiện diện của Chúa Giêsu, tức là sự hiện của Thánh Linh ở nơi nào thì của lũ ma quỷ sợ hãi để ở tại nơi đó. Ngài làm giảm nhẹ áp lực tại nơi đó. Và bởi cái đó đi, sự hiện diện của Thánh ở bất cứ nơi nào cũng làm khiến cho vùng đất đó được giảm những áp lực của thế giới thần linh ở chung quanh nơi đó. Chứ mặt vực ở trong câu 2 này có nghĩa là vực sâu của biển, nơi làm cho rối trí, làm cho sao lãng, làm cho bất an, làm cho bối rối, làm cho thất bại, khiến cho than vãn kêu la. Chứ mặt vực ở đây là khi quyền lực của ma quỷ nó giống như là nước biển nó bao phủ trái đất vậy. Nó là sự nguy hiểm, bởi vì nếu như không có sự sáng chiếu sáng cho người đó thì người đó sẽ bị cái sự rủa xả đó làm cho chết đi. Nhưng mà khi Thánh Linh của Chúa đến trên vùng nước đó, Ngài muốn cứu vùng nước đó, thì áp lực ở vùng đó sẽ bị sợ hãi bởi vì quyền năng của Đức Trời đang ở trên đó. Mặt vực đây là cái sự rủa xả, cái nọc độc của tội lỗi cùng sự kết án của ma quỷ hành động trên thân thể xác thịt, trên tâm trí của người ta, khiến cho người ta sợ hãi.
Những người bị bệnh, nhất là bệnh nặng, khi họ nhận được tin rằng họ bị những bệnh nan y, khó sửa, khó chữa đó, thì họ đang ở trong bề mặt của vực thảm bệnh. Họ biết rằng không được cứu được nữa rồi, và thường thì họ lánh xa khỏi quê hương mình, đi trốn đến chỗ nào đó để không muốn làm gánh nặng cho gia đình mình. Họ đang ở trên bờ vực thẳm. Khi Đức Chúa Trời chuẩn bị tái tạo trái đất này, thì lúc đó Kinh Thánh chép này, đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực. Mờ tối đây nói về sự tối tăm đang bao phủ cái sự kết án của người ở trước cái kỳ cuối cùng. Nhưng mà Chúa đến để tái tạo nó lại, trở nên một trái đất có sự sống. Vì chúng ta đã nhận biết lời Đức Trời báo là không có gì mới ở dưới mặt trời này, và mọi sự đều có kỳ định, có kỳ đóng, có kỳ mở. Và chúng ta xem ở trong sách Truyền Đạo đoạn 1 câu 9 đến câu 10. Điều chi đã có, ấy là điều sẽ có. Điều gì đã làm, ấy là điều sẽ làm nữa. Chẳng có điều gì mới ở dưới mặt trời. Nếu có một vật chi mà người ta nói rằng, hãy xem cái này mới, vật ấy thật đã có rồi trong các đời trước ta. Điều chi Đức Trời đã làm, Ngài sẽ làm, nhưng theo cách mới nữa. Bởi vì loài người càng ngày càng văn minh, hiểu biết rộng hơn, học thức gia tăng rồi, hiện đại hơn, thì Chúa có lại biểu thì cái cách làm của Ngài trong cách mới nữa. Nhưng mà không lìa xa khỏi nguyên tắc của Đức Chúa Trời, là trong tất cả mọi sự, nguyên tắc đầu tiên là phải có sự sáng ra trước hết. Chúa Giêsu đã cảnh báo cho người chúng ta biết rằng lời của Đức Chúa Trời không bao giờ qua đi, cho dù một chấm hay một nét trong luật pháp mà Ngài đã ban cho. Và Chúa Giêsu đã đến để làm cho luật pháp của Đức Chúa Trời được vững lập, được giảng ra cách đầy đủ và trọn vẹn, và làm cho có thế lực, làm cho có uy quyền, làm cho được thỏa mãn, làm cho có tác dụng, làm cho được phổ biến rộng rãi, và làm cho có giá trị hợp pháp, làm cho được hoàn hảo đầy đủ, làm cho được ứng nghiệm hết thảy mọi điều mà Đức Trời đã phán. Đó là ý nghĩa của chữ làm trọn trong tiếng Hy Lạp, chữ Phrero số 4137 của tiếng Hy Lạp. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 17 đến câu 19 chép: Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri. Ta đến không phải để phá, song để làm cho trọn, tức là Phêrô. Vì ta đã thật cùng các ngươi, đang khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn. Vậy ai hủy một điều cực nhỏ nào trong những điều ra này và dạy người ta làm như vậy, thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong nước thiên đàng. Còn như ai giữ những điều ra ấy và dạy người ta nữa, thì sẽ được xưng là lớn trong nước thiên đàng. Năm sách của Môi-se được gọi là năm sách luật pháp. Đó là nguyên bản, đó là bản gốc của tất cả mọi sự được chép trong Kinh Thánh. Các sách viết theo đều căn cứ trên năm sách này. Và Chúa cũng gọi đó là điều răn nữa. Tại sao nó gọi là điều răn? Là bởi vì tất cả mọi điều Chúa chép xuống, nó là điều răn cho chúng ta, để chúng ta bất cứ làm việc gì, công việc gì, cũng phải căn cứ vào các nguyên tắc mà Chúa đã làm đó để áp dụng cho mình, để làm cho mình, hầu chúng ta được thành công. Để khiến cho trái đất này được trở thành một hành tinh có sự sống trong vũ trụ này, Đức Trời phán, phải có sự sáng thì có sự sáng. Đức Trời thấy sáng là tốt lành, bèn phân sáng ra cùng tối. Đức Trời đặt tên sự sáng là ngày, sự tối là đêm. Vậy có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ nhất. Sáng thế ký đoạn 1 câu 3 đến câu 5. Sự sáng được tạo dựng lên trước hết bằng lời của Đức Chúa Trời. Và Đức Trời đã phân rẽ hay là tách rẽ riêng ra giữa sáng và tối ra hai phần khác nhau. Chữ phân ở trong câu 4 này là chữ Badar 0914 của tiếng Hebrew, có nghĩa là tách riêng ra, phân rẽ ra làm hai, cắt rời ra, phân chia ra riêng biệt. Mà khi sự sáng được tạo dựng lên rồi, thì trái đất liền được thấy rõ ràng. Và bây giờ các công việc khác cần được làm tiếp theo, đó là để trái đất được tái tạo theo ý muốn của Đức Trời, thì các ngày, đêm và các thời kỳ tiếp theo đều phải được tạo dựng nên. Và Đức Trời tạo dựng nên khoảng không bao la ở trong vũ trụ này, Ngài đặt tên là trời và còn khoảng không. Rồi Đức Trời mang lệnh cho nước phải tụ lại một nơi gọi là biển, và có chỗ đất khô nhô ra bày ra thì được gọi là đất liền. Và trên đất phải sanh các cây cỏ, các loài cây cỏ có sự sinh trưởng khác nhau. Rồi tiếp đến là các vì sao trong bầu trời, trong đó có mặt trời và mặt trăng, và các vì sao đó để soi sáng đất, định thì tiết ngày và năm cho trái đất này, cùng cai trị ban ngày và ban đêm. Tất cả đều phục vụ sự soi sáng đất. Đây là một điều mầu nhiệm chúng ta học trong sách Lẽ Thật về 7 ngày sáng thế rồi. Nhưng mà trong bài này chúng ta mới thấy một sự lạ lùng là Đức Chúa Trời đã định ra thứ tự từng phần một để cho chúng ta biết. Và trong tất cả mọi thứ tự này, mọi công việc đó đều là sự sáng cho chúng ta, hay là lẽ thật cho tâm linh chúng ta. Và chúng ta phải hiểu rõ được tại sao Chúa lại cho phép chúng ta biết những điều này, và gọi là điều răn. Và vâng giữ điều răn đó, tức là chúng ta nghiên cứu suy gẫm và hiểu ra để chúng ta áp dụng mọi sự đó trong cuộc đời của chúng ta. Trong tất cả các công việc trên, ngoại trừ công việc lấy đất để tạo dựng nên loài người và các loài thú đồng, còn tất cả mọi sự thì Chúa dùng lời của Ngài để tạo dựng nên.
Như vậy khi chúng ta đối diện với mọi sự mà Đức Trời đã cho phép chép xuống trong Kinh Thánh này, và qua lời của Chúa bày tỏ cho chúng ta biết, trong lời của Chúa có sự sống và sự sáng. Như vậy thì điều chi mà Chúa đã tạo dựng nên mà nếu nó bị sửa, nó bị trục trặc, thì lời của Chúa có quyền tái tạo nó lại được, khiến nó sống trở lại được. Chúng ta đã kinh nghiệm được những vùng đất bị rủa sả. Kinh Thánh cho chúng ta biết là người ta đã làm cho đất của Chúa bị rủa sả bởi vì đem vật ô uế vào. Là khi một người chết, người ta cúng cho thần tượng của ma quỷ và ta đem cái xác chết đó để chôn trong một vùng đất nào đó, thì cái vùng đất đó bị rủa sả. Vậy thì nếu vùng đất đó muốn được chữa lành thì người ta phải di dời cái đồ ô uế đó ra. Sau khi đã xưng tội trước mặt Đức Trời xin Ngài tha thứ rồi, người ta phải làm sạch vùng đất đó, tức là không còn vật ô uế đó, thì bây giờ đất mới được ban phước trở lại. Như vậy thì nếu như vì tội lỗi của loài người mà một vùng đất nào đó bị rủa sả phải đến chữ chết, thì cũng vì cớ người ta làm theo lời Chúa thì sự sống lại của lời Chúa sẽ khiến cho vùng đất đó được phục hồi trở lại. Ý nghĩa thật của sự sáng này quan hệ với loài người chúng ta như thế nào? Trong tất cả các công việc sửa chữa trong xã hội loài người chúng ta, sự nhận biết các vật do người chế tạo ra từ nguyên vật liệu đến ý nghĩa của các tạo vật đó cùng mục đích người ta chế tạo ra là điều quan trọng nhất cho công việc phục hồi lại, sửa chữa lại. Chúng ta biết rằng các vật đều có cái sức chịu đựng khác nhau, độ giãn nở, độ đàn hồi, độ chịu lực, độ chịu ướt, độ chịu khô khác nhau. Do đó muốn sửa chữa là bất cứ việc gì, người ta phải hiểu rõ được vật đó người ta tạo dựng bằng chất liệu nào và để làm gì. Ví dụ như chúng ta không thể lấy cái đũa của đồ ăn chúng ta để thay cái đũa của xe Honda được. Cái căm đó không thể thay được, bởi vì nó làm bằng thép. Và chúng ta hiểu tại sao người ta phải làm bằng thép, bởi vì nó có sự chịu lực và chịu căng rất là cứng. Thế thì muốn sửa chữa được, tức là muốn thay thế những cái đũa xe nó bị gãy như vậy đó, thì người ta phải sử dụng cùng chất liệu đó để thay thế, chứ không thể dùng các điều khác được. Cũng có thể như vậy, các công trình kiến trúc của các loại kiến trúc hoặc là cầu hoặc là tòa nhà xây, thì các loại cột thép phải có loại thép khác nhau theo cái mục đích của cái công trình đó, chịu lực như thế nào mà người ta dùng loại thép nào. Và khi sửa chữa cũng phải hiểu biết về vấn đề đó để sửa chữa, và không thể dùng bất cứ điều gì gọi là thép mà thay thế được, mà phải đúng loại. Vì sự hiểu biết về kỹ thuật có thể được gọi là sự sáng trong trí khôn của người ta, mà khiến cho người ta có quyết định sáng suốt trong sự sửa chữa và phục hồi tất cả các thiết bị người ta làm nên, nhờ đó mà nó được phục hồi lại có hiệu suất cao. Còn nếu như người ta vì thiếu hiểu biết mà làm sai trận đi không đúng thì kết quả rất nguy hiểm. Tôi nói ví dụ như là một cái cần cẩu, người ta dùng loại cáp, trong quá khứ người ta dùng loại cáp bằng thép, bằng sợi rất là to mới có thể chịu đựng được những cái trọng tải lớn để cẩu những kiện hàng rất lớn lên. Nhưng mà ngày nay người ta không cần phải những loại thép cũ nữa, người ta dùng chế tạo sợi nano. Nó rất là nhẹ, rất là mềm và nó nhỏ thôi, nhưng mà có sức chịu đựng gấp 2, gấp 3 lần những sợi cáp lớn. Người ta phải hiểu rõ được cái công việc của sự trục vớt hoặc là cần cẩu nó như thế nào. Cho nên nhiều người không hiểu, người ta đã dùng những sợi thừng, miếng sợi dây thừng trông rất to, nhưng mà sức chịu lực của nó không có thể được bao nhiêu cả. Nên khi người ta kéo giằng thì nó đứt đi, và chúng ta biết là khi đứt rất là nguy hiểm. Đây tôi đang nói về vấn đề thuộc thể. Thì trong thuộc linh cũng vậy, bất cứ điều gì mà chúng ta muốn sửa chữa nó thì phải hiểu biết được mục đích của cái vật đó được tạo dựng nên. Thì khi chúng ta muốn sửa chữa lại cuộc đời chúng ta hay vùng đất, thì chúng ta phải hiểu rõ được mạng lệnh của Đức Chúa Trời đã làm gì ở trên loài người chúng ta. Và muốn sửa chữa được, chúng ta phải nhờ cậy đến Đức Chúa Trời, chứ không nhờ cậy đến trí khôn của con người. Khi Adam và Eva phạm tội ăn trái cây biết được thiện điều ác, thì ngay lập tức nọc độc của tội lỗi đã khiến cho sự vinh hiển của Đức Trời trên Adam và Eva bị mất đi. Và mắt của sắc thịt họ bắt đầu mở ra và biết họ lõa lồ. Sáng thế ký đoạn 3 câu 6 đến câu 10 chép: người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì để mở trí khôn, bèn hãy ăn rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. Đoạn mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lõa lồ, bèn lấy cây vả đóng khố che thân. Lối chiều nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn, Adam và vợ ẩn mình giữa bụi cây để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Giê-hô-va Đức Trời kêu Adam mà phán hỏi rằng: ngươi ở đâu? Adam thưa rằng: tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn, bèn sợ bởi vì tôi lõa lồ nên đi ẩn mình. Mặc dù Adam đã đánh mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, nhưng mà ngọn đèn nơi tâm linh của Adam vẫn còn đủ sáng để giúp cho Adam nghe được tiếng của Đức Chúa Trời. Đây là điều chúng ta phải cần hiểu. Cũng giống như Adam, vì cớ tội lỗi của loài người mà hết thảy loài người đều đã phạm tội, đánh mất sự vinh hiển Đức Chúa Trời. Nhưng mà ở trong tâm linh của người chúng ta, mà kinh thánh là tâm linh chúng ta vốn một ngọn đèn Đức Chúa Trời, dò xét các nơi bí ẩn của lòng, tức là dò xét tất cả mọi sự trong tâm trí của con người, nó vẫn còn sáng, chưa bị tắt lụi đi.
nghĩa là ngọn đèn đó còn đủ sáng để giúp cho loài người nhận được tiếng của đấng tạo dựng nên mình. Ngay sau khi Adam ăn trái cấm, khả năng cai trị tâm linh của loài người đối với xác thịt liền bị mất. Thay vào đó là trí khôn của xác thịt con người bắt đầu cai trị tất cả mọi sự theo cái khả năng, bản năng và ý muốn của xác thịt đó. Dựa trên cái trí khôn nó được mở ra, đó là khả năng phân biệt điều thiện và điều ác. Kinh Thánh cho chúng ta biết là ở trong Phi-líp thứ 2 đoạn 2 câu 19 phần B này, vì có sự chi đã thắng hơn người thì người là tôi mọi sự đó. Đây là luật công bình rằng vì cớ Adam muốn cho xác thịt của mình được mở trí khôn ra, hiểu biết như Đức Chúa Trời, nên người đã nhận được trái đó và ăn. Đây là hành động quyết định chọn lựa của Adam. Và chính bởi cái đó nên Adam đã muốn được cái khả năng đó cho xác thịt mình. Thì bây giờ Adam, con người bên trong của Adam đó, phải chịu phục cho xác thịt mình, bởi vì người đã chọn điều đó. Ngày hôm nay cũng vậy, chúng ta phải cẩn thận về điều này. Nếu chúng ta đã được sức giàu rồi, biết lẽ thật rồi, mà cố ý phạm tội, tức là cố ý chiều theo xác thịt mình để đạt được cái điều mà mạng lệnh của Chúa cấm, mà chúng ta chọn điều đó cho mình, thì lập tức xác thịt chúng ta sẽ làm chủ, còn tâm linh ta bị làm tồi mọi cho xác thịt, sức giàu liền mất đi. Cùng một phương pháp như là đối với Adam vậy, sẽ mất đi luôn. Sự vinh hiển của Đức Trời ban đầu ban cho loài người có thể được ví như quyền phép của sáng để chỉ dẫn, mách bảo, dẫn dắt cho tâm linh loài người. Vì tâm linh của loài người vốn là ngọn đèn của Đức Giê-hô-va. Và tất cả mọi sự mà tâm linh của loài người biết được, ý tưởng trong lòng của chúng ta, ý tưởng trong tâm trí chúng ta đó, thì Đức Trời đều biết. Đức Trời biết qua tâm linh chúng ta và Đức Trời ở trong lòng chúng ta biết rõ điều đó. Khi Ca-in nhận biết được của lễ của mình dâng cho Đức Trời không được nhậm, còn của lễ của A-bên em mình thì được nhậm. Thì bây giờ cái sự tối tăm trỗi dậy ở trong lòng của Ca-in và Satan biết được điều đó. Nó bắt đầu kích động cái khả năng phân biệt điều thiện điều ác ở trong Ca-in lên. Nó bảo là nếu như ngươi muốn được mọi sự ngươi dâng cho Đức Chúa Trời đều được nhậm cả, thì ngươi phải loại bỏ cái kẻ thù nghịch của ngươi. Chính A-bên là kẻ thù nghịch của ngươi đó. Khi sự tối tăm nó trỗi dậy thì bây giờ cái tâm trí xác thịt này nó nhìn mọi sự qua cái lăng kính của sự tối tăm. Và nó nhìn thấy A-bên không phải là em của mình nữa, mà trở thành kẻ thù nghịch, bởi vì nó chiếm đoạt cái phần thưởng đáng nghĩa là mình phải được. Thì bây giờ cái điều ác nó trở thành điều thiện cho Ca-in. Cái điều, tức là hành động đó theo luật pháp của Chúa, nó là điều ác, nhưng mà đối với Ca-in nó là trở thành điều tốt cho nó. Là bởi vì nó sẽ loại bỏ được kẻ thù nghịch của mình, hầu cho nó chiếm đoạt tất cả mọi sự độc tài cho chính nó. Và như vậy trong sự tối tăm, ác sẽ trở thành thiện cho nó, nó không theo thiện ác theo cách phân tích của lời Đức Chúa Trời. Theo cách thông thường thì chúng ta có thể thấy là khi vinh hiển của Đức Chúa Trời cho chúng ta nhận biết điều đó là điều ác. Nhưng mà bởi vì lúc này là sự tối tăm đã làm chủ rồi, sự vinh hiển không còn nữa, nên Ca-in cứ tiếp tục đi theo con đường nó muốn và để giết em mình đi. Tại sao Satan lại muốn giết A-bên? Khi Đức Chúa Trời phán xét Satan vì cớ hắn lừa dối lại người xa vào tội lỗi, Đức Chúa Trời phán là vì mày đã làm điều như vậy, mày sẽ bị rủa xả trong vòng các loài súc vật, các loài thú đồng, mày sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn cả đời. Ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thủ nhau. Người sẽ giày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Sáng thế ký đoạn 3 câu 14 câu 15. Như vậy là bất cứ một người nào sanh ra trên trái đất này đều là mục tiêu để ma quỷ tìm cách cướp giết hủy diệt. Bởi vì nó biết rằng dòng dõi của người nữ sẽ giày đạp đầu nó. Và đặc biệt là những người công bình, những người kính sợ Chúa sẽ là mối nguy hiểm cho nó nhất. Và bởi cái đó nó phát hiện ra trong hai người Ca-in và A-bên thì A-bên là người công bình, bởi vì của lễ đó được nhậm. Như vậy thì nếu như không tiêu diệt dòng dõi A-bên thì cái dòng dõi của A-bên ra đó sẽ giày đạp đó, nên Satan tìm cách giết bằng cách gì? Kích động cái khả năng thiện ác ở trong Ca-in lên, cái sự ganh tị đố kỵ lên để loại bỏ A-bên lên. Như vậy ngày hôm nay chúng ta không ngạc nhiên khi chúng ta có luật pháp của Chúa, khi chúng ta yêu mến luật pháp của Chúa, yêu mến lời của Chúa, thì chúng ta là dòng dõi công bình của Đức Chúa Trời. Thì Satan sẽ tìm mọi cách để tiêu diệt chúng ta bằng cách gì? Dấy động lên những người trong xác thịt để tư cách chống lại. Và chúng ta phải hiểu rõ đây là cái nguyên tắc Chúa bày tỏ cho chúng ta. Như vậy bất cứ người nào sinh ra trên trái đất này đều sẽ là mục tiêu để ma quỷ tìm cách tiêu diệt, vì đó là dòng dõi của người nữ sinh ra. Và điều thứ hai nữa, Chúa Giê-xu ra từ dòng dõi người nữ, đặc biệt trong thuộc linh, không ra từ dòng dõi của người nam. Phần thứ nhất này là Chúa Giê-xu không ra từ giữa người nam và người nữ, mà ra từ người nữ mà thôi. Và Satan nhận biết đây là dòng dõi Chúa đã phán tiên tri sẽ dây đạp đầu mình, nên hắn tìm cách giết Chúa Giê-xu đi để tiêu diệt cả các dòng dõi này không còn nữa. Nhưng mà Chúa Giê-xu không chết, và cái đó là dòng dõi của Chúa Giê-xu tiếp tục gia tăng lên và Satan bị dây đạp. Điều thứ hai nữa, chứ dòng dõi còn là hạt giống lời nói sứ giả của người nữ, mà thân thể xác thịt chúng ta là giống cái, tức là người nữ.
Hội thánh của Chúa được gọi là giống cái, là vợ mới của Đấng Christ. Và có đó, bất cứ một người nào trong danh của Chúa Christ mà công bố lời Đức Chúa Trời ra, thì cái lời đó sẽ dày đạp con rắn. Thì cái thánh chết là, và con Đức Trời xuất hiện ra để phá hủy công việc của ma quỷ. Như vậy thì mỗi miệng chúng ta công bố lời Chúa, thì lời Chúa chính là Giê-xu sẽ phá hủy công việc của ma quỷ. Và câu đó nên ma quỷ tìm mọi cách để tiêu diệt cái dòng dõi của người nữa này, tức là đặc biệt là người có sự công bình của Đức Trời ở trong đó. Khi tâm linh loài người phạm tội, sự vinh hiển Đức Trời cho người bị mất đi, nhưng mà ngọn đèn nơi tâm linh là người vẫn còn. Và như chúng ta biết, một đốm lửa có thể thiêu cháy cả cánh rừng thế nào, thì chỉ cần một chút ánh sáng trong tâm linh chúng ta thôi cũng có thể giúp cho người ta nhận biết mình phải làm điều gì trong sự sống còn của mình. Sáng thế ký đoạn 4 câu 4 đến câu 7 chép: A-bên cũng dâng chiên đầu lòng trong bầy mình cùng mỡ nó. Đức Giê-va đoái xem A-bên và nhận lễ vật của người, nhưng chẳng đoái đến Ca-in và cũng chẳng nhận lễ vật của người. Cho nên Ca-in giận lắm mà gầm nét mặt. Đức Giê-va phán hỏi Ca-in rằng: cớ sao ngươi giận và cớ sao nét mặt ngươi gầm xuống? Nếu ngươi làm lành há chẳng ngước mặt lên sao? Còn như chẳng làm lành thì tội lỗi rình đợi trước cửa thèm ngươi lắm, nhưng ngươi phải quản trị nó. Như trên chúng ta vừa biết đấy, tâm linh chúng ta vẫn còn là ngọn đèn, nó leo lắt đó, nó vẫn đủ sáng để nghe được tiếng Chúa. Và bởi cơ đó nên chính Đức Chúa Trời đã phát hiện ra cái tư tưởng ác ở trong lòng của Ca-in, nên Ngài đã phán với Ca-in, nó vẫn còn nghe được. Đức Trời nhận biết tất cả mọi sự trong lòng người ta qua ngọn đèn nơi tâm linh của loài người, vì tâm linh là người được tạo dựng bởi hơi thở của Ngài, và đó là sự sáng. Ở cơ đó Ngài biết rõ tất cả khả năng của loài người, và khả năng của sự sáng thật này không bao giờ bị mất đi. Nó có thể bị hạ mép, có thể bị che giấu, có thể bị kiềm chế, nhưng không thể bị tiêu diệt bởi bất cứ một quyền lực nào. Chúng ta hiểu rõ đây là quyền năng của sự sáng Chúa ban cho tâm linh của chúng ta. Châm ngôn đoạn 20 câu 27 chép: Linh tánh loài người vốn một ngọn đèn của Đức Giê-hô-va dò thấu các nơi bí ẩn của lòng. Mà chính vì ngọn đèn nơi tâm linh là người vẫn còn, nghĩa là nó sẽ tắt khi thân thể xác thịt của người đó qua đời mà tâm linh chưa nhận được sự cứu rỗi cho mình. Nó sẽ tắt, nó sẽ chết. Trong khi còn có lời hứa cho sự yên nghỉ Chúa, là người phải lo sợ. Tức là khi con người ta còn nghe được lời của Đức Chúa Trời, tức là còn có thể tiếp nhận được sự cứu rỗi của Chúa, thì tâm linh người đó còn có cơ hội để được cứu rỗi. Nhưng nếu người đó không tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa, thì khi xác thịt chết đi, thì đèn của người ta cũng tan luôn. Chính vì ngọn đèn của tâm linh là người vẫn còn, nên Đức Chúa Trời đã ban cho loài người một cơ hội để nhờ đó mà loài người được cứu rỗi. Đó là Đức Chúa Trời ban luật pháp của Ngài cho loài người. Khi Đức Trời ban luật pháp của Ngài cho dân Israel tại núi Sinai, Đức Trời đã lập giao ước với họ rằng nếu như dân Israel chịu vâng phục luật pháp của Đức Chúa Trời và vâng theo tiếng phán Ngài, thì họ sẽ được sự sống và sự sống đời đời. Điều đó có nghĩa là chính thần của Đức Trời sẽ luôn hành động để theo dõi dân Israel, và Ngài khiến cho những người yêu mến luật pháp của Đức Trời đó có sức lực để làm theo luật pháp của Ngài. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa, không phải ngay lập tức chúng ta được sạc điện lại ngay đủ đâu. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Jesus Christ, không phải ngay lập tức đèn chúng ta cháy sáng lên ngay một lúc đâu. Nhưng mà Chúa cho ta có một cơ hội. Nếu chúng ta cứ bám chặt vào Ngài, thì sự đức dầu ở trong lời của Chúa tiếp tục chuyển sang chúng ta. Tùy theo cái điều chúng ta hạ ép, hay là chúng ta kiềm chế, hay là ta mở hết cỡ cho dòng huyết của Chúa sang trong chúng ta. Chúa phán với Giô-suê này: quyển sách luật pháp này chớ xa mẹ ngươi, hãy suy gẫm nó ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Là bởi vì cái sự ngày và đêm đó khiến chúng ta được tháp lại với lời Đức Chúa Trời, thì sự sáng cho lời Chúa sẽ chuyển xa cho chúng ta ngấm dần để thay thế tất cả cái gì đã bám vào cuộc đời chúng ta từ trước đến bây giờ, thay thế nó đi. Tức là những gì thuộc về sự chết sẽ được thay thế đi, thay vào đó là sự sống của trời ban cho chúng ta. Cho đến chừng nào được đầy đủ thì bây giờ chúng ta mới có thể đứng vững được cái trọn vẹn. Còn bằng chẳng chúng ta mới phải tháp đây Ngài. Nó giống như cái bình ác quỷ vậy. Nếu chưa sạc đủ, nó vẫn còn non. Cái hàm lượng ampe của nó, sức lực của nó, công suất của nó không đủ để khởi động máy. Lời của Đức Chúa Trời là sự sống và là sự sáng cho người, nghĩa là cho tâm linh của người chúng ta. Do đó khi chúng ta nghe được tiếng của Đức Chúa Trời, hoặc qua lời của Ngài, hoặc qua lời tiên tri của Ngài, hoặc qua khải tượng mà chúng ta tin và nhận lấy cho mình, thì quyền phép của lời Chúa bắt đầu ra thêm cho sức lực của tâm linh chúng ta. Cũng như sự dầu được ra thêm cho cái bình của ngọn đèn, và bây giờ đèn sẽ cháy sáng lên. Thân thể chúng ta vốn là cái bình, mà tâm linh chúng ta tức là ngọn đèn. Mà khi chúng ta trở lại cùng Chúa, thì sự dầu của Chúa chuyển sang chúng ta, khiến cho đèn chúng ta được cháy sáng lên. Và khi đèn cháy sáng lên, thì bắt đầu chúng ta bắt đầu biết cai trị. Nếu chúng ta chỉ tin rằng mình cầu nguyện tin nhận Chúa rồi, mỗi một tuần lễ ngày Chúa Nhật mình đến hội thánh của Chúa, thế là đủ rồi.
là chúng ta nhầm. Chính chúng ta đang tạo điều kiện hãm ép nước Chúa trên cuộc đời chúng ta và đang tạo điều kiện để ma quỷ tiếp tục bày binh bố trận để bẫy chúng ta mà thôi. Nhưng nếu chúng ta tiếp tục đến một lời của Chúa mỗi ngày thì chúng ta ra thêm sự sáng cho tâm linh mình, thì nhờ đó mà có thể bảo vệ được sự sống của chúng ta. Gia-cơ đoạn 4 câu 5 đến câu 8 chép: Hay là anh em tưởng Kinh Thánh nói vô ích sao? Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời khiến ở trong lòng chúng ta hạ mến chúng ta đến nỗi ghen tương, nhưng Ngài lại ban cho chúng ta ơn lớn hơn nữa. Vì vậy Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Vậy hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em. Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình. Có ai hay lòng, hãy làm sạch lòng đi. Đến gần Đức Chúa Trời tức là đến gần với lời của Ngài. Để khi chúng ta đến với lời của Đức Chúa Trời, Thánh Linh biết rõ chúng ta đang đến ở đoạn nào, chúng ta đang đọc đến đoạn nào, chúng ta đang đọc đến mạng lệnh của Chúa hay đọc đến bổn tánh của Chúa. Trong tất cả mọi sự suy tính chúng ta, Chúa biết rõ tư tưởng của chúng ta. Sau này tôi mới hiểu tại sao có những người cùng học với nhau cùng một lớp trong trường thần đạo ra mà có người thì giỏi, có người thì không giỏi. Là bởi vì Đức Thánh Linh biết rõ cái người nào khi đọc lời Chúa mà run, sợ, yêu mến lời của Chúa thì người đó Chúa cho giỏi. Còn người nào cho là thường quá chẳng có gì cả thì Chúa đóng cửa nó lại và cái tấm lòng nó khô đi chẳng biết gì cả và trở thành kẻ dốt, không có thể làm được việc gì cả. Và Chúa biết rõ cái người nào vào trường thần đạo đó học để mà có bằng, Chúa cũng cho nó dốt luôn. Còn người nào học để biết Chúa, để làm thấy mướn Chúa, Chúa cho nó giỏi. Vì Chúa biết rõ tất cả mọi ý tưởng người ta khi người ta đối diện với lời của Chúa. Để cứu chuộc lại người ra khỏi quyền lực của sự tối tăm, nghĩa là quyền lực của sự tội và chết chết, Đức Trời ban luật pháp của Ngài cho dân Israel là dân được Chúa tuyển ra để làm mẫu mực. Để qua cái dân này, nếu như họ làm theo luật pháp của Đức Chúa Trời thì bây giờ qua dân Israel mà muôn dân trên thế gian này sẽ nhận biết Đức Chúa Trời. Đây là nguyên tắc. Ngày nay người ta cố gắng tạo cho mình cái tên thật hay, tên hệ pháp thật to, rồi có nhiều tiền của, xây dựng nhiều nhà thờ, rồi tưởng như vậy đó họ sẽ làm chứng cho thế gian về Đức Chúa Trời được. Họ sai lầm. Muôn dân sẽ nhìn qua tuyển dân của Đức Chúa Trời mà nhận biết Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời chúng ta là đấng ghen tương, Ngài biết rõ cái vùng đất nào có cỏ tươi, có nước trong, Ngài sẽ dẫn bầy chiên của Ngài đến đó. Vì Chúa là Đức Chúa Trời yêu thương. Thì cũng có thể như vậy, nhưng ngày sau đó này sẽ có một trận chiến xảy ra. Đó là người xác thịt sẽ tìm mọi cách để lôi kéo người ta vào đạo mình. Còn thì Đức Thánh Linh sẽ biết rõ những kẻ thuộc về Ngài, Ngài đem đến cái vùng đất, cái nơi có đầy tớ của Ngài, có cỏ non, có nước trong, có lẽ thần của Chúa để nuôi. Và người ta không hiểu tại sao lại có hội thánh càng ngày càng ra đông lên, có hội thánh càng ngày càng ít đi. Họ quên rằng chính Đức Trời sẽ móc chiên của Ngài ra, Ngài sẽ cứu chiên của Ngài để đem đến nơi bình an cho chiên của Chúa, đến đúng cái nơi có hàng rào để bảo vệ chiên của Chúa. Thi Thiên 119 câu 105 chép: Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Mặc dù vậy, dân Israel đã không làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, và bởi cái đó họ đã nhiều lần bị bắt làm phu tù và họ bị diệt bởi dân ngoại. Đức Chúa đã phán rõ lý do khiến cho dân sự của Chúa bị diệt, đó là do sự thiếu hiểu biết về luật pháp Đức Chúa Trời. Ô-xê đoạn 4 câu 6 chép: Dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết, bởi ngươi bỏ sự thông biết thì ta cũng bỏ ngươi. Đặng ngươi không làm thầy tế lễ cho ta nữa, bởi ngươi đã quên luật pháp của Đức Chúa Trời mình thì ta cũng quên còn cái ngươi. Chứ sự thông biết ở trong câu 6 này trong tiếng Hebrew có nghĩa là sự hiểu biết, sự am hiểu, sự nhận thức. Làm thế nào chúng ta có thể hiểu được lời của Đức Chúa Trời nếu như chúng ta không tin lời của Chúa phán? Tại sao chúng ta phải suy gẫm luật pháp của Chúa? Trong khi luật pháp của Chúa in rõ ràng là Thi Thiên 119 câu 115: Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi. Ủa? Tại sao lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi được? Ngày hôm nay buổi tối chúng ta đi đường mà đánh rơi cái chìa khóa, chúng ta có thể dùng điện thoại di động bật nó lên và lấy sáng mờ mờ còn tìm ra chìa khóa. Nhưng mà Kinh Thánh, lời Chúa chúng ta cầm trong tay đi mà đi ban đêm ta dơ có nhìn thấy không? Không thấy đường. Nó chưa sáng. Ủa tại sao Chúa nói lời Chúa là ánh sáng đường lối tôi mà soi sáng cho chân tôi nhỉ? Không hiểu. Nhưng mà Chúa bảo là phải suy gẫm là bởi vì trong lời của Đức Trời có sự sống và có sự sáng nữa. Như vậy là trong lời này, lời văn tự này có chứa những cái điều đó. Vậy thì làm sao mới có thể tìm được điều đó? Đó là tại sao Chúa bảo chúng ta phải suy gẫm. Khi chúng ta suy gẫm, Chúa biết chúng ta suy gẫm để làm gì. Có người suy gẫm để mà đấu tranh, để mà tranh giành phần thưởng. Mình phải học giỏi, mình phải thuộc để mà thi đấu. Nhưng không phải vì nước Chúa, Chúa không cho hiểu. Nó thuộc văn tự nhưng chẳng hiểu gì cả. Có những lời của Chúa đã in xuống mà người ta đọc, người ta run sợ. Bởi vì người ta biết rằng Đức Chúa Trời là đấng khôn ngoan và vô luận. Mình không thể tự hiểu được. Mà người ta hạ mình xuống lại: Chúa, xin Ngài thương xót con, xin bày tỏ điều Ngài cho con đi. Xin cho con thấy sự đạo lòng trong luật pháp của Ngài, để con dạy lại cho những kẻ khác cũng nghe đạo Ngài nữa và làm theo lời của Ngài nữa. Thì bây giờ Chúa mở trí cho.
là cái mục đích chúng ta học lời Chúa là cái phần quan trọng nhất. Cái chìa khóa chúng ta mở hay là đóng là do cái động cơ chúng ta khi đọc lời của Đức Chúa Trời. Dân Israel từ thầy tế lễ cho đến người dân bình thường đều không có sự hiểu biết về ý nghĩa của lời Chúa trong Kinh Thánh. Họ đọc luật pháp của Chúa cho sự nghe thôi, và người ta tìm xem trong luật pháp của Chúa cái điều gì là thuận lợi cho họ, đem lại nhu cầu cho họ, mà những điều gì mà Chúa hứa tốt cho họ thì họ làm, chứ họ không để ý đến công việc của Đức Giê-hô-va, không để ý đến ý muốn của Đức Trời để làm theo. Phục truyền luật lệ ký đoạn 30 câu 19-20 chép: Ngày nay ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa xả. Vậy hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống, thương mến Giê-hô-va Đức Trời ngươi, vâng theo tiếng phán Ngài và chiều mến Ngài, vì Ngài là sự sống ngươi và làm cho ngươi được sống lâu, đặng ngươi ở trên đất mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho các tổ phụ ngươi là Abraham, Isaac và Jacob. Chúa mặc lệnh chúng ta hãy chọn sự sống, hầu cho chúng ta và dòng dõi chúng ta được sống. Tiếp nữa, chiều mến Đức Giê-hô-va và yêu mến Ngài, vì Ngài là sự sống của ngươi và làm cho ngươi được sống lâu. Tại sao Israel là tuyển dân của Đức Chúa Trời mà họ lại không có sự hiểu biết về luật pháp mà Đức Chúa Trời đã ban cho, là luật pháp ghi bằng ngôn ngữ của họ là ngôn ngữ Hebrew? Tại sao lời Đức Chúa Trời có quyền phép để soi sáng sự tối tăm trong lòng của người ta mà dân Israel lại không nhận được quyền phép của sự sáng đó, hầu cho khỏi bị diệt vong? Phaolô đã từng viết rằng: Tôi không hổ thẹn vì tin đến đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Vậy mà tại sao còn có rất nhiều người tin Giê-xu là con Đức Chúa Trời mà họ vẫn ở trong sự tối tăm? Điều gì đã khiến cho quyền phép của tin lành đó không chiếu sáng họ được? Điều gì khiến cho sự sáng của Đức Chúa Trời trong lời của Chúa không soi sáng sự tối tăm của họ mà khiến người ta vẫn lầm lũi trong tội lỗi? Câu trả lời, Giăng đoạn 1 câu 5: Sự sáng soi trong tối tăm chẳng hề nhìn lấy sự sáng. Câu này có hai phần. Thứ nhất là sự sáng đến với mục đích để soi sáng sự tối tăm, hầu cho người ta biết đó là sự tối tăm để trở về với sự sáng. Nhưng phần thứ hai là sự tối tăm chẳng hề nhìn thấy sự sáng, tức là người ta vốn biết sự sáng đã đến nhưng người ta không hướng trở về với sự sáng, họ muốn ở trong sự tối tăm hơn, thì bây giờ sự sáng không còn chiếu họ được nữa, bởi vì sự tối tăm đã đóng cửa lại, không tiếp nhận sự sáng của Chúa nữa. Và bây giờ trong bài này chúng ta đang tìm hiểu cái sự tối tăm nó như thế nào. Lời Chúa là sự sống và sự sáng cho tâm linh loài người, nhưng không phải bất cứ người nào là loài người thì đều có thể nhận biết được sự sáng trong lời của Chúa. Vì để có thể nhận lấy sự sáng của Đức Chúa Trời, loài người phải cung cấp điều kiện để cho sự sáng đó đến được với mình. Đó là sự mở cửa lòng mình ra để cho lời Đức Chúa Trời vào cai trị trong lòng mình. Và đó là điều Đức Chúa Trời luôn quan tâm. Nhưng nếu người ta không hiểu về lời Chúa, làm sao người ta mở cửa lòng? Nó liên quan với nhau. Khải Huyền đoạn 3 câu 20 chép: Này ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. Ngày nay có nhiều người nghe tiếng Chúa nhưng không mở. Ở trong Nhã Ca có câu chuyện đó: Tay của lương nhân tôi thoa qua cái cửa để định mở then, nhưng mà tôi buồn ngủ quá rồi, tôi đã rửa chân rồi, lên giường rồi, làm sao xuống được nữa, thôi đi ngủ đây. Nào, ví dụ như vậy, chiều theo xác thịt của mình, trong khi đó tình yêu của trời đang gõ cửa nhưng họ không ra. Có nhiều người nói: Tại sao hôm nay Chúa gọi em, Chúa cho em 3 ngày nữa em trúng cái quả này rồi, em theo theo Chúa. Tại sao hôm nay mày đến đây làm chứng cho tao? Ta làm quả này, vụ này là lớn lắm, trúng một cái là mày không cần gọi, tao cũng theo Chúa. Có lúc người ta nói là: Con chờ đến khi nào Chúa cần ta lắm, con sẽ quay lại với Chúa. Còn bây giờ con đang ham vui, bây giờ con đang có tiền, mấy cô bồ xinh đẹp là bầu chung anh con mà, bây giờ con quay lại với Chúa là thiệt lắm, con không thể được hưởng nữa, con không còn tự do nữa rồi. Vì theo về với Chúa, con biết theo về với Chúa là không được hưởng cái này cả. Xin cứu. Sự tâm lớn quá nên không tiếp nhận sự sáng của Chúa nữa. Là vì sao nó bị lừa? Nó che đậy cái sự sáng còn leo lắt ở trong tâm linh của người ta. Và nếu người ta chấp nhận nó thì sự tâm nó bắt đầu che phủ và sự sáng không soi được nữa. Sự sáng đến gõ cửa, nếu mở ra thì nó vào bên trong, nó soi sáng tất cả mọi sự, nó cho kẻ nào ăn ẩn núp trong đó, đang bắt con tin của Đức Trời ở trong đó phải nói theo lời của nó đi, sẽ bị lộ ra. Nhưng nếu người ta không mở cửa thì sự sáng không vào được, và người ta chấp nhận để con tin bị bắt và lời Chúa không vô được. Ta cần phải phân biệt lời Đức Trời được chính Chúa Giêsu định nghĩa như thế nào. Giăng đoạn 14 câu 1 đến câu 7 chép: Lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời, không hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho ngươi một chỗ, khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì ngươi cũng ở đó.
Các ngươi biết ta đi đâu và biết đường đi nữa. Thomas thưa rằng, lạy Chúa, chúng tôi chẳng biết Chúa đi đâu, làm sao biết đường được. Vậy Đức Chúa Jesus đáp rằng, ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Vì bằng các ngươi biết ta thì cũng biết cha ta, vừa từ bây giờ các ngươi biết và đã thấy Ngài. Chúa Jesus đã cho chúng ta biết rằng, khi chúng ta thấy lời của Đức Trời, ấy là thấy Đức Chúa Trời. Và lời Đức Trời là con đường dẫn chúng ta trở về với Đức Chúa Trời. Như vậy, lời của Chúa trong cái thánh đây chính là sự sáng. Tại sao gọi là sự sáng? Là bởi vì chúng ta mở mắt nhưng mà không biết đằng nào, làm thế nào để có thể về thiên đàng được. Tôi làm sao có tiền để thuê con tàu không gian của NASA để bay lên thiên đàng được. Không đủ tiền làm sao vào thiên đàng được. Nhưng mà làm thế nào được? Tôi biết rằng Jesus Christ là có thật, Đức Trời là có thật, tôi biết thiên đàng ở trên đó. Nhưng mà làm sao tôi đi trên đó được? Đi hoài vòng quanh trái đất lại như quả bóng, lại trở về chốn cũ. Cũng giống như người mù sờ hoài chẳng thấy cái gì cả. Nhưng mà lời Chúa là, chính lời Chúa là đường đi. Khi chúng ta tin và làm theo lời Chúa thì ấy là con đường khi chúng ta trở về thiên đàng. Và qua lời Chúa chúng ta biết là thiên đàng không cách xa chúng ta đâu. Bước một cái là tới rồi. Chỉ cần ra khỏi chúng ta tới là tới rồi. Không cần phải gào to, không cần phải dùng âm ly, dùng pha loa lớn tiếng mới phóng được, Chúa mới nghe được. Không, thủ thỉ trong lòng, trong tâm trí thôi, Chúa cũng nghe được nữa. Qua lời của Chúa chúng ta biết rõ đó, đó là đường đi, nó là sự sáng, nó là sự sống để chúng ta trở về với Đức Chúa Trời. Chúa Jesus là lời Chúa và lời Chúa là ý tưởng ở trong lòng của Đức Chúa Trời, bày tỏ chính Đức Chúa Trời cho chúng ta, giải bày chính Đức Chúa Trời cho chúng ta. Và sự giải bày đó là giải bày lẽ thật. Vì chính Chúa Jesus đã phán là những lời ta phán của ngươi đều là thần linh và sự sống. Tức là sự sáng đó. Nếu ta hiểu ý của Ngài, chúng ta sẽ vượt được khỏi mọi cái sự lừa dối của ma quỷ, vượt khỏi cái sự tối tăm vốn vẫn có ở trong lòng của chúng ta. Đó là sự nghi ngờ. Giăng đoạn 1 câu 17 đến câu 18 chép: Vì luật pháp đã ban cho bởi Môi-se, còn ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Jesus Christ mà đến. Chẳng hề ai thấy Đức Trời, chỉ con một ở trong lòng Cha là Đấng đã giải bày Cha cho chúng ta biết. Chúng ta đã nhận biết lời của Đức Chúa Trời bày tỏ chính Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời là Đấng ban sự sống cho mọi loài. Vậy thì khi chúng ta biết Đức Chúa Trời, chúng ta biết đường đi. Lời của Chúa là con đường. Vậy chúng ta đọc hết lời của Chúa thì chúng ta biết rằng con đường trở về với Chúa như thế nào. Giăng 18 câu 37 phần B: Đức Chúa Jesus đáp rằng, thật như lời ta là vua, này vì sao ta đã sanh và vì sao ta đã đáng thế? Ấy để làm chứng cho lẽ thật, hay ai thuộc về lẽ thật thì nghe lời tiếng ta. Ngài nói về lẽ thật, nói về Đức Thánh Linh, nói về công việc của Đức Chúa Trời, là tất cả loài người trên trái đất này đều là con của Đức Chúa Trời bởi hơi thở của Chúa mà được tạo dựng nên. Chúa biết rõ trong tâm linh của chúng ta sự sáng vẫn còn leo lắt, khiến cho nghe được tiếng Chúa. Và bởi cái đó nên Chúa Jesus đi và Ngài giảng về lẽ thật. Ngài cứ đi người ơi, ta là con Đức Chúa Trời. Và trong tất cả mọi người chúng ta đó, nếu mà chúng ta để ý nghe thì biết là cha mình đến, Đấng tạo dựng mình đã đến. Vậy thì nói như người mù nhưng mà sáng mắt là hỡi Giê-xu con vua David, hãy thương xót đến tôi cùng. Bởi vì người đó người mù đến Chúa quay lại nè, người muốn ta làm chi cho ngươi? Thưa thầy, tôi muốn được sáng mắt. Tại sao người mù nghe được? Bởi vì tâm linh của người đó nhận biết được đây là Đấng cứu thế. Kinh Thánh đã chép về Đấng này là dòng dõi của vua David sẽ đem sự cứu chuộc cho dân Israel. Và bởi cái đó nên người đã nghe được và người lên tiếng kêu gọi. Lời của Chúa trong văn tự thì là đường đi và là luật pháp dành cho xác thịt loài người. Nhưng mà ở trong luật pháp văn tự đó, Đức Trời cung cấp cho xác thịt loài người chúng ta một giao ước, đó là giao ước của sự phước hạnh và sự rủa sả, sự sống và sự chết. Và mọi người trên thế giới này đều có thể hiểu được những sự đa chất ở trong văn tự đó. Tại sao? Là bởi vì khả năng phân biệt điều thiện và điều ác đã được vào trong đời người ngang với Đức Chúa Trời rồi. Chính Chúa phán, tức khi Adam ăn trái cây đó, bằng một bậc với Đức Chúa Trời rồi. Và bởi cái đó tất cả mọi điều được chép trong Thánh đây nó thuộc về luật pháp, cho biết rõ đâu là thiện, đâu là ác. Như vậy thì bất cứ người nào cũng có thể nghe được. Cho nên bất cứ người nào khi chúng ta chia sẻ lời Chúa, người ta nói anh ơi, anh giảng này cao quá đấy, người này mới tin mà mới đến đây chưa nghe đạo bao giờ cả, anh giảng thế làm sao nghe được? Rồi thế thì anh nhầm rồi. Từ khi Adam ăn trái cây biết được thiện điều ác thì đứa con nít sinh ra nó cũng có khả năng đó rồi. Nó biết thế nào là ngon, thế nào là không ngon, thiện ác. Nó biết thế nào là buồn khi cô đơn, nó biết là vui khi có mẹ ở gần, khả năng phân biệt thiện ác. Và bởi cái đó tôi đang dùng lời của Chúa để công bố cho con người bề trong của người đó là con người đã có khả năng đó ở trong người rồi. Thứ nhất, cái thứ hai nữa là không phải một mình tôi, còn Thánh Linh của Chúa đó đang hiện diện. Mặc dù trong lời của Đức Trời có sự sống và sự sáng cho tâm linh của loài người, nhưng tất cả những sự ấy đều không tự động áp đặt cho bất cứ một người nào cả. Nhưng chỉ có những người nào tin vào lời của Chúa, chấp nhận làm theo lời của Đức Trời,
thì bây giờ sự sống lại trong lời Đức Trời bắt đầu bày tỏ quyền phép ra để đem lại sự sống lại đó cho tâm linh của người đó, tức là sự phục hồi lại khả năng của con người bên trong đó, bắt đầu nuôi dưỡng nó cho lớn lên, cũng như là Ngài bắt đầu tiếp dầu cho cái đèn bên trong đó, bắt đầu nó sáng dần lên. Thánh Linh của Đấng Christ đã đến và Ngài luôn ở với những người thuộc về Ngài để dẫn dắt họ cho đến khi họ được vào trong thiên đàng với Ngài. Đức Thánh Linh biết rõ những người thuộc về Ngài ngay cả khi họ chưa nhận biết Ngài. Và Thánh Linh của Chúa có hành động như lúc ban đầu Ngài hành động trước khi tái tạo trái đất này, Ngài hành động chung quanh cái bề mặt đó. Nếu chúng ta phải hiểu rõ là khi Chúa đã chọn chúng ta, Thần của Chúa luôn đi trước tất cả các tôi tớ của Chúa đến làm việc cho chúng ta, hầu cho Ngài sửa soạn tất cả chúng ta cho đến khi người của Chúa đến nói lời của Đức Chúa Trời. Cũng giống như Đức Chúa Trời chăm sóc loài người chúng ta, Ngài cho mưa xuống trước đi để người ta chuẩn bị cày cấy và gieo mạ, Chúa làm trước cả. Chúa biết rõ nhu cầu điều đó. Và bởi cái đó thì chúng ta biết rằng khi Chúa kêu gọi chúng ta đến để làm chứng hay giảng cho nơi nào đó, phải biết rằng Ngài đến trước đó rồi. Ngài đã mưa ân điển cho đó rồi, Ngài đã sửa soạn lòng người đó rồi, mình cứ đến nói thôi, Ngài sẽ làm thành điều Ngài muốn. Còn người nào mà nghe tiếng Chúa mà ẩn mình đi không muốn nghe đó, ví dụ thấy mấy ông tên lành đến là hôm nay em bận để lúc khác rồi bắt đầu, đấy là trốn rồi đấy. Giống như Adam nghe tiếng Chúa bắt đầu ẩn mình đi đó, thì cái đó chính là sự tối tăm thật, là sự đến từ Satan khiến cho là người phải chịu hậu quả, bị phán xét vào trong sự chết và bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen. Thi Thiên 95 câu 1 đến câu 11 chép: Hãy đến hát sướng cho Đức Giê-hô-va, cất tiếng mừng rỡ cho hòn đá về sự cứu rỗi chúng tôi. Chúng tôi hãy lấy lời cảm tạ mà đến trước mặt Chúa, vui mừng mà hát thơ ca cho Ngài. Vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời rất lớn, là vua cao cả trên hết các thần. Các vực sâu của đất đều ở nơi tay Ngài, những đỉnh núi cũng thuộc về Ngài, biển thuộc về Ngài. Vì chính Ngài đã làm nó, còn đất khô, tay Ngài cũng đã nắn nên nó. Hãy đến cúi xuống mà thở lạy, há quỳ gối xuống trước mặt Đức Giê-hô-va là đấng tạo hóa chúng tôi. Vì Ngài là Đức Chúa Trời chúng tôi là dân của đồng cỏ Ngài và là chiên tay Ngài dìu dắt. Ngày nay nếu có người nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng như tại Meriba, như nhằm ngày Ma-sa trong đồng vắng, là nơi tổ phụ các ngươi thử ta, dò ta và thấy công việc ta. Trong 40 năm ta gớm ghiếc dòng dõi này, ta phán rằng ấy là một dân có lòng lầm lạc, chẳng từng biết đường lối ta, nhân đó ta nổi giận mà thấy rằng chúng nó sẽ chẳng hề vào sự yên nghỉ ta. Dân Israel được cứu ra khỏi Ê-tô, vượt qua biển đó, vào trong đồng vắng rồi. Tại đây Chúa chưa cho họ ăn mana đâu, Chúa thử họ đã, họ lăm băm, họ oán trách Chúa, họ muốn trở về Ê-tô ăn dưa hành củ kiệu. Cho nên này, khi trong khi chúng ta đi theo Chúa, Chúa thử chúng ta xem lòng chúng ta có hướng về Ngài hay không. Đây là những người mới theo Chúa phải chú ý. Chẳng thấy mục sư giảng cái gì mà mình thích cả, chẳng thấy cùng mình chúc phước cho mình cả. Tại sao mình theo Chúa mấy tuần nay mà không thấy Ngài cho ban cho mình xin được công việc làm cả? Đấy là nàng thắc mắc cả, bắt đầu nản dần là thôi về cho xong đi còn dễ hơn, tự do hơn. Vì sự tối tăm, không nghĩ đến sự sáng của Chúa, chỉ nghĩ đến mình thôi. Cái tôi của to hơn, ông phải làm cái gì cho tôi được chứ. Chúa ơi, tôi đến trong nhà của Chúa, Chúa phải ban phước cho tôi đến thờ phượng Chúa, Chúa phải làm ơn cho tôi đến dâng hiến cho Chúa, Chúa phải cho tôi bảo lãnh sang nước này nước kia. Nghĩa là tôi, cái là tôi to lắm. Và bởi cái đó thành sự tối tăm nên không nên thấy sự sáng của Đức Chúa Trời. Chúa thử lòng của chúng ta. Và những người thử Chúa, dò Chúa đó, thấy công việc của Chúa đó, nhưng mà cứng lòng thì Chúa gọi là dòng dõi gớm ghiếc này. Chúa thề cái dòng dõi này chẳng bao giờ vào sự nghỉ của Chúa được. Tức là sự tối tăm che mắt họ rồi, họ không thấy được sự vinh hiển của tin lành Đấng Christ. Họ không thấy được quyền phép trong tin lành của Đức Chúa Trời. Họ không được chữa lành, họ không được ban phước, họ không được bảo vệ. Rất là nguy hiểm. Bất cứ khi nào lời của Đức Trời được công bố thì Thánh Linh của Đức Trời sẽ hành động để tìm trong tấm lòng của những người nghe lời của Ngài đó, xem ai là người yêu mến lời của Chúa, tin lời của Chúa, muốn làm theo lời của Đức Trời. Và khi người nào nghe lời của Chúa muốn quay trở lại với Chúa, muốn trở về hầu việc Ngài, muốn trở về làm con Đức Trời, Ngài biết rõ điều đó. Và Ngài bắt đầu cho họ là có sức lực, Ngài bắt đầu ban khải tượng, ban chiêm bao, Ngài bắt đầu khích lệ người đó và giảng dạy cho người đó. Thậm chí ra khỏi nhà thờ trên đường về, Chúa dạy cho những cái bài, những sự rất là đặc biệt Chúa ban cho chúng ta. Bởi vì Ngài yêu chúng ta, Ngài dẫn ta vào trong phòng của Ngài. Miễn là chúng ta tạo điều kiện để cho lời của Chúa đến với chúng ta, chúng ta mở lòng mình ra để lời của Chúa vào cho chúng ta, thì sự sáng sẽ vào. Như vậy thì khi làm chúng ta quyết định quay trở lại để được làm con của Đức Trời, thì điều đó sẽ khiến cho chúng ta được xưng được công bình. Tại vì chúng ta tin rằng chúng ta là con của Chúa, chúng ta tin rằng Chúa là cha chúng ta là con của Ngài, và Ngài gọi chúng ta trở về, và Ngài sẽ tha tội cho. Vậy thì mình tan vỡ lòng ra,
sự tình yêu của Chúa quay trở lại thì được xưng là công bình. Mà khi được xưng là công bình thì Ngài bắt đầu bày tỏ ý muốn của Ngài cho chúng ta. Có những người nghe tiếng gọi của Chúa mà không muốn quay trở về với Ngài thì sự quyết định của người đó là làm chứng nghịch lại mình, tức là không tin mình là con Đức Chúa Trời, tức là cho Đức Chúa Trời nói điều đó là nói dối, thì người đó trở thành con cái của ma quỷ. Sự tối tăm ở trong người đó lớn hơn tất cả mọi sự, khiến cho không thể nhìn thấy sự sáng của Chúa được nữa. Trong thời gian Chúa Giêsu thi hành chức vụ tại xứ Giu-đa, có nhiều người Giu-đa đã chống lại Chúa Giêsu, và những người Giu-đa đó vốn là dòng dõi Abraham trong xác thịt. Nhưng mà khi họ để cho ý muốn của họ cao hơn ý muốn của Đức Chúa Trời, này họ không tin vào Chúa Giêsu nữa, thì chính sự lựa chọn của họ khiến cho xa vào sự cứng lòng, và mắt họ không thể nhận biết Chúa Giêsu là Đấng Christ, và tai họ không thể nhận biết tiếng của Đức Chúa Cha qua con một ngày nữa, và họ bị Chúa Giêsu phán xét. Giăng đoạn 8 câu 37 đến 45 chép: Ta biết rằng các ngươi là dòng dõi Abraham, nhưng các ngươi tìm thế để giết ta, vì đạo ta không được chỗ nào trong ở trong lòng các ngươi. Ta nói điều đó, ta nói điều ta đã thấy nơi cha ta, còn các ngươi cứ làm điều đã học nơi cha mình. Chúng trả lời rằng: Cha chúng tôi, tức là Abraham. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Nếu các ngươi là con Abraham thì chắc sẽ làm công việc của Abraham, nhưng hiện nay các ngươi tìm mưu giết ta, là người đã lấy lẽ thật, đã nghe nơi Đức Chúa Trời mà nói với các ngươi. Abraham chưa hề làm điều đó, các ngươi làm công việc của cha mình. Chúng nói rằng: Chúng tôi chẳng phải là con ngoại tình, chúng tôi chỉ có một cha là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Ví bằng Đức Chúa Trời là cha ngươi thì ngươi sẽ yêu ta, vì ta bởi Đức Chúa Trời mà ra và từ Ngài mà đến. Bởi chưng ta chẳng phải đã đến tự mình đâu, nhưng ấy là chính Ngài đã sai ta đến. Tại sao ngươi không hiểu lời ta? Ấy là bởi các ngươi chẳng có thể nghe được đạo của ta. Các ngươi bởi cha mình là ma quỷ mà sanh ra, và ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối. Nhưng vì ta nói lẽ thật nên ngươi không tin ta. Như vậy, những người để cho sự tối tăm cai trị họ, tức là cái tôi của họ cao hơn tất cả mọi sự khác, thì nó trở thành sự tối tăm rồi. Giăng Baptít nói là: Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống. Phải bỏ cái tôi của mình đi. Cái sự đầu phục đây, sự quy phục đây, sự thờ phượng đây là đầu phục sát đất, tức là cái đầu chúng ta cúi xuống, là vì người ta cậy chi khôn của mình. Nhưng mà trước mặt Chúa đó, cho dù chúng ta có được người ta phong cái gì chẳng nữa, học bao nhiêu thứ chẳng nữa, nhưng đầu chúng ta phải cúi sát đất. Tức là cái đầu chúng ta cúi chi khôn nó phải cúi xuống sát đất để cho Ngài được dấy lên cao, thì ấy là sự khôn ngoan. Và bây giờ Chúa sẽ mở trí cho chúng ta để biết được những sự nên biết. Còn những gì mà thế gian này người ta đã có biết đấy, nó sẽ không tác dụng chi trong nước thiên đàng cả. Mà nếu người ta cậy những sự đó thì trở thành sự ngu dại luôn. Và những cái việc người ta cậy đó, các bằng cấp địa vị đó, sẽ trở thành cái vật che khuất họ khỏi sự sáng của Đức Chúa Trời. Và họ không biết được những điều họ nên biết. Tất cả mọi sự người ta có thể học được trên đất này, ai có thể học được nếu có thời gian. Nhưng những cái đó không cứu được linh hồn. Trái lại, nó có thể khiến người ta xa sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Bởi vì lý trí nhiều, mấy nhà bác học khó mà tin Đức Chúa Trời lắm. Bởi vì người ta cậy kiến thức của con người. Nhưng nếu một người nào đó nhận biết là tất cả điều đó chỉ là rơm rác thôi. Như vậy chúng ta thấy ở đây là những người Giu-đa đã dấy mình lên, khinh rẻ Chúa, kiêu ngạo, tự cho mình là dòng dõi Abraham. Và bởi đó thì không nhận biết Chúa nữa. Thì sự tối tăm nó dấy cao lên và không nhận biết sự sáng của Chúa nữa. Hầu hết những người tin Chúa khi đọc lời Chúa trong Giăng đoạn 1 câu 5 này đều cho rằng ma quỷ sẽ không thể nào nhận lấy sự sáng được, vì chúng sống trong sự tối tăm. Và lời Chúa trong Giăng đoạn 1 câu 5 này là nói về ma quỷ vậy. Nếu nghĩ như vậy là sai lầm, bởi vì Kinh Thánh là lời Chúa dành cho chúng ta, chứ không phải dành cho ma quỷ. Mặc dù lời của Chúa cai trị ma quỷ, Kinh Thánh cai trị ma quỷ, nhưng không dành cho ma quỷ. Lời của Chúa dành cho chúng ta, vì lời của Chúa dành cho chúng ta để chúng ta nhờ lời Chúa để đi trở về với Chúa để được cứu rỗi. Ma quỷ biết lời Chúa nhưng không được trở về với Chúa nữa rồi, bị đuổi rồi. Nhưng mà lời Kinh Thánh này có thể cai trị ma quỷ. Và bởi đó lời Chúa đi dành cho chúng ta. Như vậy thì Chúa biết là lời của Chúa là sự sáng để soi chúng ta, bởi vì chúng ta đã sống ở trong tối tăm rồi. Khi sinh ra đã ở trong tối tăm rồi, từ trong bụng mẹ đã gọi là bội nghịch rồi. Từ vừa khi sinh ra khỏi lòng mẹ đã bị bán cho tội lỗi rồi, ở trong tối tăm rồi. Và bây giờ Chúa ban lời của Ngài cho chúng ta, lời Chúa là sự sáng để soi cho chúng ta. Nếu mỗi người chúng ta nhận biết rằng tôi ở trong sự tăm lâu quá rồi, tôi cần sự sáng, thì phải đến với sự sáng để đọc thật nhiều để trang bị cho mình lời của Đức Chúa Trời. Cứ đọc đi, cứ nạp điện đi, như mình ác quỷ đấy, cắm điện vào đó đi,
Thằng con sờ hoài, ủa con không thấy điện bố ơi, con cứ để nó đi, cứ sạc đi, cho đi khi nào cái đèn kia nó báo đủ, bây giờ con lấy ra con lắp vào xe của con để cái nó nổ luôn, đừng có lo gì cả. Vậy thì chúng ta cũng vậy. Nó có nhiều người thấy em đọc em buồn ngủ quá, bài rồi em buồn ngủ là phải rồi, là vì ma quỷ nó không muốn em đọc sự sáng, bởi vì nó biết rằng nếu em đọc đầy kinh thánh của Chúa ở trong lòng của em rồi thì nó hết chỗ ở, nên là khiến em buồn ngủ hoài, nên phải trỗi dậy, ngồi thẳng dậy để khỏi buồn ngủ, phải không nào? Để tôi nạp cái sự sáng của Chúa vào trong tôi, vì cuốn kinh thánh này chép về tôi, đây là lý lịch của tôi. Có ai đây quên lý lịch của mình không? Ở đây có ai quên bản khai sinh của mình không? Có nhiều quên đấy. Như vậy nếu như mỗi người chúng ta đây là con cái của Chúa, Chúa hỏi thế thì con của ai, quê con ở đâu, sinh quán con nơi nào, nguyên quán tại đâu, tạm trú tại nơi nào, chú quán tại đâu, có phải nói được ra. Nếu người nào gọi mình là con của Chúa mà không thuộc lời Chúa, người đó là kẻ nói dối. Vậy thì chúng ta nếu biết rằng nhờ lời Chúa chỉ cho và mình đã ở trong sự tối tăm rồi, bây giờ tôi nhận lời của Chúa để lấy sự sáng và sự sống của Chúa thay thế cho sự tối tăm, sự chết trong tôi, để tôi được sáng trở lại với Chúa. Đó. Chúng ta vẫn nói là Chúa rời chúng ta ra khỏi sự tối tăm, sang nước là sang lá là lùng của Ngài. Rời bằng cách nào? Chúa thì nói Chúa rời, mà mình cứ ở một chỗ không? Mình phải rời chứ. Rời bằng cách nào? Đọc lời Chúa. Hàng tuần chúng ta có lời của Chúa đây, nhưng mình không biết quý vị có được đọc đầy đủ không? Kinh Thánh Tham Khảo không biết có đọc đầy đủ không? Hay đọc để đối phó? Để hôm nào tôi kiểm tra đột xuất xem. Nè, để trang bị lời của Chúa cho mình, để mình biết về chính mình, biết về cha của mình, để sự sáng của Chúa ở trong lòng chúng ta luôn luôn để bảo vệ chúng ta. Ngay từ lúc ban đầu, ma quỷ vốn là các thiên sứ ở trong thiên đàng với Đức Chúa Trời, và các thiên sứ đó biết rõ Đức Chúa Trời và lời của Ngài là sự sống và là sự sáng cho các thiên sứ. Nhưng khi lòng của các thiên sứ này dấy lên kiêu ngạo, thì chính cái sự nuôi dưỡng cái ý đồ của họ trong lòng họ đó trở thành sự tối tăm, nó choáng dần sự sáng của Chúa đi. Chúng ta nên nhớ là Đức Chúa Trời là khi ta tiếp nhận sự tối tăm mà lấy sự tăm làm chủ cho mình, sự sáng liền mất hết, mất tác dụng luôn. Cũng như Adam chỉ cần cắn trái cây được một cái thôi là sự vinh hiển mất luôn, ngọc độc. Tại vì sao? Sự ghen tương của Đức Chúa Trời, sự sáng và sự tối tăm không thể thông đồng với nhau được. Khi chấp nhận sự tối tăm, sự sáng liền mất luôn. Đừng có nghĩ là mình chấp nhận sự tối tăm một chút xíu rồi nó mờ mờ chút xíu thôi, không mờ đâu, nó tối luôn. À, bởi cái đó chúng ta phải hiểu lời của Chúa Trời này. Khi các thiên sứ trong thiên đàng nghe theo lời của Lucifer muốn trở thành một vương quốc riêng giống như Đức Chúa Trời, thì sự sáng của Chúa không còn nữa. Và bởi cái đó nên họ ở trong thiên đàng mà không nhận biết Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng nên họ. Mọi sự họ có đều do Chúa dựng nên và Ngài có quyền tiêu diệt chúng. Cho nên ngày nay có nhiều người khi để sự tối tăm cai trị mình rồi, họ chẳng biết đúng sai là gì cơ. Vẫn giảng Jesus Christ là Chúa nhưng mà tham lam lừa lọc nói dối. Sự tối tăm che phủ rồi khiến người ta không nhận biết mình, chính mình đã lừa dối mình. Nên chúng ta phải cẩn thận về giữa sự sáng của sự tối này. Ở trong Côrintô thứ 2 đoạn 6 câu 14 đến 18 chép này: chớ mang anh chung với kẻ chẳng tin, bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng và sự tối có thông đồng nhau được chăng? Đấng Christ và Belial nào có hòa hiệp chi? Hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? Có thể nào hiệp đền thờ Đức Chúa Trời lại với hình tượng của tà thần? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hàng sống, như Đức Chúa Trời đã phán rằng: ta sẽ ở và đi lại giữa họ, ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ và họ làm dân ta. Bởi vậy Chúa phán rằng: hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi, ta sẽ làm cha các ngươi làm con trai con gái ta. Chúa toàn năng phán như vậy. Sự ghen tương của Đức Chúa Trời, Ngài biết rõ khi chúng ta chọn sự tối tăm và vò lấy, Chúa rời khỏi chúng ta. Và khi Chúa rời khỏi chúng ta rồi, chúng ta hết sự sáng. Mà hết sự sáng rồi thì sự tối tăm sẽ làm chủ và cực kỳ nguy hiểm. Chúng ta biết rõ khi chúng ta lái xe trên đường mà trời tối, không có trăng sao gì cả, mà đang chạy ngon trên xa lộ, bây giờ đèn pha đã tắt, cháy rồi, chúng ta chuyện gì xảy ra? Nhất là đang đường trên đường đèo, đường cua thôi này, không phanh kịp là xuống ruộng luôn, xuống vực luôn, khi tiêu mạng luôn. Như vậy, khi chúng ta nghe lời Đức Chúa Trời thì mỗi người chúng ta phải suy gẫm luật pháp của Chúa, vì trong luật pháp của Chúa có sự sống và là sự sáng cho tâm linh chúng ta. Chúng ta cứ suy gẫm đi, cứ nạp dần cho chúng ta đi, và Thánh Linh sẽ ghi điều đó trong lòng chúng ta, tăng sức sống cho chúng ta. Mà sự sáng của lời Chúa không giống như sự sáng của ánh sáng đèn cho người ta chế tạo đâu, hoặc là ánh sáng mặt trời đâu. Ngày nay người ta lợi dụng ánh sáng mặt trời ở đèn mà. Trời còn sáng mà xem đồng hồ, bây giờ mới có 1 giờ 10 phút thôi, như vậy là mình còn khoảng 4 tiếng đồng hồ nó mới tối cơ mà. Vậy thì mình ngủ 2 tiếng nữa, vẫn còn 2 tiếng để làm việc. Họ tính như vậy.
Nhưng mà sự sáng của Chúa không phải như vậy. Chỉ cần chúng ta khinh dễ cái quyền năng và mục đích của sự sáng thôi thì nó mất luôn. Mặc dù hội thánh vẫn đang nhóm, Thánh Linh của Chúa đang hành động ở trong hội thánh của Chúa, nhưng mà chỉ cần trong lòng của người đó khinh dễ lời của Chúa thôi, thôi không sao đâu, mình về mình mượn bài người ta nghe lại thôi, xong mình về mình múa băng nghe lại cũng được, thôi mình ngủ đã, lập tức Chúa khiến cho sự tối tăm tâm chủ ngay lập tức, và khi về có nghe cũng chẳng được nữa, bởi vì Chúa ghen tường. Khi chúng ta chọn cái tôi của mình to hơn ý muốn của trời thì Ngài liền rời khỏi chúng ta, và đó là sự nguy hiểm cho chúng ta. Nên Chúa Giêsu đã phán chúng ta, đang khi còn có sự sáng hãy đi trong sự sáng. Khi đang nghe lời của Đức Chúa Trời, cố gắng tỉnh mà nghe, đừng cậy rằng về tôi mua đĩa tôi nghe lại, ngủ chút xíu không sao cả. Thì Chúa nói như vậy, nó coi cái ngủ nó to hơn ta, tôi cho nó ngủ luôn. Vì Chúa ghen tương đó quý vị. Tôi nói Chúa ghen tương. Nếu mà quý vị mà không thấy sự cáo trách trong lòng mình nữa, chúng ta bị quá nhiều lần vi phạm rồi, Chúa không ghen nữa thì chúng ta bị bỏ rồi. Thi Thiên đoạn 51 câu 10 đến 15 chép: Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Xin chớ từ bỏ tôi khỏi trước mặt Chúa, cũng đừng cất khỏi tôi Thánh Linh Chúa. Xin hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi của Chúa, dùng thần linh sẵn lòng mà nâng đỡ tôi. Bây giờ tôi sẽ dạy đường lối Chúa cho kẻ vi phạm, và kẻ có tội sẽ trở về cùng Chúa. Hỡi Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời vì sự cứu rỗi tôi, xin giải tôi khỏi tội làm đổ huyết, thì lưỡi tôi sẽ hát khởi khen sự công bình của Chúa. Chúa ơi, xin mở môi tôi, rồi miệng tôi sẽ truyền ra sự ngợi khen Chúa. David cầu xin Đức Chúa Trời, đừng để cho thần của Chúa lìa xa khỏi tôi. Bởi vì thần của Chúa lìa khỏi thì chúng ta không biết được nào mà làm nữa. Có những lúc thần của Chúa tạm lìa khỏi chúng ta để xem trong lòng chúng ta có thật lòng kính sợ Chúa hay không. David đã chiến thắng, đã làm vua rồi. Ông ta đi trên đền nóc đền thờ. Lúc này các tướng của vua làm việc ở chiến trường xa, còn vua bây giờ nghỉ ngơi rồi. Là lúc này Satan xin sàng sẩy David. Satan nói rằng, theo luật của Chúa, Ngài báo trả tội lỗi của tổ phụ trên mình con cháu nối sau. Mà theo tội của tổ phụ của David thì David phải bị sàng sẩy. Nhưng bởi vì Chúa đã giáng tay Ngài bảo vệ David, thì đến bây giờ David được tự do rồi, không còn bị đuổi như ngày xưa nữa. Xin cho tôi sàng sẩy đi. Nó rồi sàng sẩy như sàng sẩy Führer vậy đó. Nó thôi được thử. Và bây giờ David vốn kính sợ Chúa, bây giờ nhìn thấy cô gái nữ xinh đẹp kia, hỏi người đó là ai đấy? Nó vợ của Uri đấy. Vậy hả? Đưa đến cho tôi. Ủa, tại sao vậy? Người đó có chồng rồi mà. David quên điều răn của Chúa. Nếu chúng ta hiểu rằng ngày hôm nay chúng ta ngồi đây được ấy, không phải chúng ta khôn đâu. Nên bảo vệ chúng ta để cho thần của Chúa cai trị. Nên Thánh Linh của Chúa khiến chúng ta ngồi đây được thôi. Chứ nếu không á, xác thịt đã đi chơi rồi. Vậy chúng ta không ai khoe mình cả, vì thần của Chúa yêu chúng ta, nên thần của Ngài cai trị tâm linh chúng ta, khiến chúng ta ngồi đây được. Bởi vì nhận biết đây là sự ích lợi cho linh hồn của mình. Cho nên khi thần của Chúa tạm rời khỏi David, David phạm sai lầm ngay lập tức. Nên chúng ta cẩn thận, kẻo một lúc nào đó chúng ta cho rằng là tôi được ngon rồi, tôi đủ biết Chúa rồi, tôi có quyền năng rồi, được sức giàu rồi, Chúa thử rời khỏi chúng ta chỉ cần một phút thôi là mắc tội. Nên tốt nhất đừng để cho thần của Chúa rời khỏi chúng ta. Phải xin Chúa ở với chúng ta luôn luôn. Lạy Chúa, xin Chúa ở cùng con luôn luôn. Thà cây roi của Chúa đánh con còn hơn là để con bị tiêu diệt đi. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 5 câu 16 đến 24 chép: Hãy vui mừng mãi mãi cầu nguyện không thôi. Phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus đối với anh em là như vậy. Chớ dập tắt Thánh Linh, chớ kinh rể các lời tiên tri, hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy, bất luận việc gì tựa như là điều ác thì phải tránh đi. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được. Khi Đức Chúa Jesus Christ chúng ta đến, đấng gọi anh em là thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó. Sự sáng là sự khôn ngoan Chúa muốn chúng ta có. Là trong tất cả mọi việc chúng ta phải biết cảm tạ Chúa, vì nếu Chúa không can thiệp nó không xảy ra. Cho dù việc đó dường như là việc của ma quỷ, thì cũng phải biết là nếu Chúa không cho phép nó không xảy ra. Vậy thì trong tất cả mọi sự đó phải biết cảm ơn Chúa. Không trách ai cả, cứ cảm ơn Chúa đi. Vì con tin rằng nếu Chúa không cho phép, nó không xảy ra. Như vậy thì cả tâm trí, tâm hồn và tâm linh không mắc tội gì cả. Vẫn cảm tạ Chúa, chúng ta nhớ chuyện ông Job. Tai nạn dồn dập đến, hết người này báo cáo, vừa chưa dứt lời thì người kia báo cáo đến rồi, sạch sành sanh chẳng còn cái gì cả. Ông xé áo ra, ông đội cho vào, ông quỳ xuống, ông cảm tạ Đức Giê-hô-va, cảm ơn Chúa.
Bà vợ của ông Job nói: ủa, ông còn bền đỗ sao? Không phỉ báng đồ chơi của ông đi. Ông Job nói: ủa, bà nói như người đàn bà ngu vậy. Nếu Chúa ban phước chúng ta nhận lãnh được, thế thì Ngài giáo sự trừ phạt chúng ta không nhận lãnh sao? Đây là sự khôn ngoan. Trong bất cứ việc gì cũng cảm ơn Chúa. Cái gì cũng cảm ơn Chúa. Té ngã cảm ơn Chúa. Máy nó hư cảm ơn Chúa. Khi mà máy nó hư tôi cảm ơn Chúa, chắc Chúa cho còn cái máy mới. Nói tích cực. Cảm ơn Chúa. Satan từng cách cướp đi sự vui mừng của mình. Mình đã biến cái sự đó trở thành sự vui mừng hơn, trông cậy lớn hơn. Con tin rằng Chúa đấng biết rõ những việc con làm đây là việc rất cần thiết cho nước Chúa. Nhưng bây giờ nó hư đi rồi, đương nhiên xác thịt con là buồn bởi vì phải tiêu tiền. Nhưng con tin rằng nếu Chúa không cho phép nó thì nó không hư. Như vậy là nếu Chúa đã cho phép thì Kinh Thánh cũng cho là phàm điều gì tốt thì Đức có thể làm. Như vậy chắc điều này là điều tốt. Còn tạ ơn Chúa, chắc Chúa cho còn cái mới tốt hơn. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Như vậy là Satan nó thua. Satan tìm một cách để cướp sự vui mừng của chúng ta. Chúng ta biến sự đó trở thành sự ngợi khen Chúa thì chúng ta thắng ở trong nước Chúa vậy. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 20-32 chép: nhưng anh em học cho biết đấng Christ thì chẳng phải như vậy. Vì anh em đã nghe đạo Ngài, được dạy dỗ trong Ngài, y theo lẽ thật trong Đức Chúa Giêsu, rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lối người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm lên mới trong tâm trí mình và mặc lấy người mới, tức là người được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Như vậy, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau. Ví bằng anh em đang cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn, và đừng cho ma quỷ nhân dịp. Kẻ vốn hay trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà chịu khó chính tay mình làm nghề lương thiện, đặng có vật chi giúp cho kẻ tiêu thốn tỉ hơn. Chớ có một lời nào giữ ra từ miệng anh em, nhưng khi đã nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Anh em chớ làm buồn được cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, lại vì Ngài anh em được ân chứng cho đến ngày cứu chuộc. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dễ lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Trời đã tha thứ anh em trong đấng Christ. Ở trong câu trên và câu này chép này: chớ dập tắt Đức Thánh Linh và chớ làm buồn lòng Đức Thánh Linh. Khi Ngài gọi chúng ta từ chối Ngài, chúng ta làm buồn lòng Ngài. Khi Ngài đã khích lệ chúng ta làm điều gì đó, chúng ta khước từ, chúng ta làm việc khác, chúng ta dập tắt Ngài. Vậy thì chúng ta phải hiểu rõ được Thánh Linh của Chúa đang cai trị chúng ta, Ngài đang dẫn dắt chúng ta. Như vậy làm thế nào để chúng ta biết rằng Thánh Linh của Chúa đang làm việc với chúng ta? Nếu chúng ta không thuộc Kinh Thánh, chúng ta không biết được Đức Thánh Linh đâu. Vì Ngài làm việc gì cũng hợp với lời của Đức Chúa Trời. Ngài đưa chúng ta vào trong lời của Chúa, bày tỏ lời của Chúa cho chúng ta. Và bởi cái đó chúng ta phải đọc lời Chúa, để khi Thánh Linh nhắc nhở, chúng ta biết đấy là Thánh Linh làm việc, thì chúng ta không dập tắt Ngài. Để tâm linh của chúng ta nhận được sự sáng của Đức Chúa Trời thì điều quan trọng nhất mỗi người tin Chúa cần phải có ở trong lòng của mình luôn luôn, đó là sự nhìn biết Đức Chúa Cha qua lời của Đức Chúa Trời. Châm ngôn đoạn 9 câu 10 đến 11 chép: kính sợ Đức Giê-hô-va ấy là khởi đầu sự khôn ngoan, sự nhìn biết đấng thánh tức là sự thông sáng. Vì nhờ ta các ngày con được thêm nhiều lên và các năm tuổi con sẽ đặng gia tăng. Răng 17 câu 3 chép: và sự sớm đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật cùng Jesus Christ là đấng Cha đã sai đến. Như vậy không phải chúng ta cầu nguyện tiếp nhận Chúa Jesus Christ ấy là chúng ta đã có sự sống đời đời chưa? Chúng ta được quyền phép để được vào sự sống đời đời, nhưng con đường đó là đường rất xa. Có thể giống như anh cướp trên thập tự giá đấy, mấy tiếng đồng hồ thôi anh ta là vào thiên đàng rồi. Nhưng mà con đường anh ta trải qua đó cực đau đớn, phải không nào? Thì còn khi chúng ta đang sống trên đất này, trước khi vào được thiên đàng chúng ta chẳng biết bao giờ cả. Nhưng mà ở đây Chúa cho chúng ta biết là để chúng ta nhìn biết Cha thì phải biết luật pháp của Chúa, biết lẽ thật của Chúa. Chúa bày tỏ Ngài cho chúng ta. Ngài không bày tỏ quyền phép của Ngài mà thôi, nhưng Ngài bày tỏ bổn tánh của Ngài. Hầu hết 80% lời Chúa trong Thánh đều bày tỏ bổn tánh của Đức Chúa Trời. Còn lại là 10% nói về quyền phép của Chúa, 10% còn lại nói về loài người đối xử với Đức Chúa Trời. Vậy thì để chúng ta có được sự sống đời đời, chúng ta phải nhìn biết Cha qua lời của Chúa. Mà khi nhìn biết Cha tức là chúng ta tiếp nhận sự sáng của Chúa vào. Mỗi một ngày chúng ta nhìn biết Cha cách rõ hơn, tức là sự sáng của Chúa vào chúng ta nhiều bao nhiêu, chúng ta nhìn thấy Chúa rõ hơn bấy nhiêu. Vậy thì đừng cho rằng tôi đã có sự sống đời đời. Có thể chúng ta đang có thật,
Nhưng có một ngày nào đó, vì thiếu một phần quan trọng sự sáng của Chúa mà chúng ta bị tấn nấm như David đã bị đó, chúng ta xà ngã, chúng ta có thể chết. Vì tốt nhất đừng để cho nó bị gián đoạn, mà để cho tiếp tục liên tục trang bị cho chúng ta có sự sáng của Chúa. Như cái phần trên đã nói đến, đó là mọi người sống trên trái đất này đều có khả năng nhận biết Đức Chúa Trời. Vì mặc dù là người đã bị phán xét vào trong thể chết, nhưng mà ngọn đèn tâm linh loài người vẫn còn đang sống trong thể xác thịt của người ta. Và sự sống trong tâm linh này, nó sẽ được tiếp tục sống và sống mãi mãi nếu nó tiếp nhận sự sáng của Chúa. Còn bằng chẳng, khi xác thịt người đó qua đời, nó cũng chết luôn. Như vậy, đang khi còn có lời hứa vào sự ý nghĩ của Đức Trời, nghĩa là trước ngày cuối cùng của người đó, hoặc là trước khi hội thánh của Đấng Christ được cất về thiên đàng với Chúa Giêsu, thì tâm linh của người ta vẫn còn có cơ hội để nhận được sự cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu Christ. Nhưng nếu người ta cứng lòng, không muốn làm theo ý muốn Đức Trời, không muốn chọn sự sống để đời nơi thiên đàng của Đức Trời, mà chỉ muốn làm sống với thế gian cùng mọi sự tối tăm trong tội lỗi mà thôi, thì người đó không được cứu rỗi, bởi vì người đó đã từ chối quyền làm con Đức Chúa Trời rồi. Và nếu tâm linh của người ta, hay còn gọi là tấm lòng của người ta, vốn là ngọn đèn Đức Giê-hô-va, còn để cho sự ham muốn tội lỗi cai trị mình, thì đó chính là sự tối tăm. Và sự tối tăm này, cho dù chúng ta có đến giảng lời Chúa cho họ bao nhiêu nữa, họ cũng không chấp nhận được đâu. Như vậy thì chúng ta phải hiểu là chúng ta vốn đang ở trong sự tối tăm, đã từng ở trong sự tối tăm và bị sự tối tăm ảnh hưởng trên cuộc đời chúng ta, và lời Chúa được sáng đến để soi sáng chúng ta. Soi sáng có nghĩa là gì? Bày tỏ ra, thể hiện ra cho ta nhận thức được vì điều gì? Chúng ta là ai? Chúa là ai? Tại sao chúng ta phải trở về với Ngài? Đó. Nhưng nếu chúng ta không muốn nghe điều đó, tức là chúng ta lấy sự tối tăm của mình làm chủ mình, thì bây giờ chúng ta không nhận được sự sáng của Chúa nữa. Như vậy ở đây có hai bước. Một là chúng ta khi nghe tiếng Chúa, chúng ta tin, chúng ta bước theo, thì mỗi ngày chúng ta tiếp tục thấy sự sáng nhiều hơn, rõ hơn, giúp chúng ta có sức lực để đi tiếp vào trong sự sáng của Chúa. Là như vậy. Còn nếu chúng ta khước từ thì ngay lập tức chúng ta không nhận được nữa. Thì bây giờ có quay trở lại đọc nhé, thì cũng như là đọc văn tự mà thôi, chẳng hiểu gì sự sáng của Chúa cả, và không có sức lực để làm theo Chúa nữa, và bây giờ sẽ bị bỏ lại. Như vậy chúng ta biết là sự nhìn nhận đây nói về con mắt của chúng ta. Con mắt chúng ta bây giờ nhìn vào đâu? Thế gian đang nhìn vào ngày hôm nay, mưa lúc nào mất mặt lúc đó. À, vậy thì người ta phải tranh thủ cố gắng để làm gì? Có tiền, có tiền mua tiền cũng được. Họ làm tất cả mọi sự vì tiền, tiền mua danh, mua chức, mua quyền, đủ mọi thứ. Đấy là con mắt của thế gian ngày hôm nay. Như con mắt của người khôn ngoan là không nhìn về những sự đó, bởi vì những sự đó là sự hư không. Nhưng nhìn vào lời hứa Đức Trời, nhìn biết rằng là lời Chúa là thật và tôi là con của Ngài. Tôi phải nhận biết tôi là ai và Chúa là ai vì tôi trở về với Chúa. Tôi làm theo lời của Chúa. Thì ấy là con mắt của ta đã nhìn đúng hướng. Vậy chúng ta để con mắt chúng ta như thế nào? Ma-thiêu đoạn 6 câu 22-23 chép: con mắt là đèn của thân thể, nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng, nhưng nếu mắt ngươi xấu thì cả thân thể sẽ tối tăm. Vậy nếu sự sáng láng trong ngươi chỉ là sự tối tăm, thì sự tối tăm này sẽ lớn là giường nào biết bằng. Tôi cảm ơn Chúa, ngày nào tôi được nhìn lời Chúa như vậy nên sự sáng của Chúa vào trong tôi, giúp cho tôi đứng vững được, Chúa tôi có sức lực được, mà khiến tôi chỉ muốn về thiên đàng mà thôi. Mặc dù tôi vẫn biết thế gian bên ngoài, vì Chúa cho tôi hơn 40 năm biết thế gian rồi. Thế nên bây giờ tôi ra ngoài thế gian, tôi chỉ tìm cái gì tôi dùng được nó để cho lợi cho nước Chúa, cho công việc, cho chức vụ của tôi thôi. Chứ còn tôi chẳng theo thế gian để tìm như thế gian có nữa. Mắc thế gian tìm để có, để mà khoe với người ta, để mà trưng diện, để mà tự hào, để mà nhờ cậy. Tôi không làm điều đó. Tất cả mọi sự tôi có nó phải làm tôi mọi cho tôi. Nhưng mà thế gian thì không. Thế gian làm tôi mọi cho vật chất. Vậy thì con mắt chúng ta đặt chúng ta vào đâu? Chúa biết rõ điều đó. Vậy thì Chúa dạy chúng ta là nếu mắt chúng ta sáng sủa, là chọn sự sáng của Chúa để dán mắt vào, để đọc lời Chúa, để hiểu biết cho mình, để mở mắt cho tâm linh biết Chúa là ai, chúng ta là ai, thì chúng ta được lên khôn ngoan và bây giờ chúng ta có được sự sống của đời. Còn nếu chúng ta khinh rẻ lời Chúa, nhìn vào tất cả mọi bánh khoét của đời này để được những gì mà đời này đang kiếm để mà hư mất đi, thì mắt đó là mắt của sự tối tăm rồi. Mà nếu chúng mắt chúng ta hướng về đó, thì sự tối tăm vốn có trong tâm linh ta là đồn lũy của ma quỷ ở trong ta bấy lâu nay đó sẽ tối tăm kinh khủng lắm. Nó khiến ta không nhìn được cái gì nữa. Vậy thì mỗi người chúng ta phải cẩn thận để giữ lấy mình khỏi sự tối tăm, vì mọi sự hiểu biết về luật pháp của Đức Chúa Trời hay là quyền phép của sự giàu mà Chúa ban cho chúng ta sẽ không phải là khi giới giữ chúng ta khỏi sự sa ngã đâu. Nhưng chính lòng chúng ta phải tự nhắc nhở mình với trách nhiệm của
tâm linh mình trước mặt Đức Chúa Trời là chúng ta phải nhờ sự kính sợ Chúa. Chính sự kính sợ Chúa sẽ giữ chúng ta khỏi điều ác. Nhưng làm sao chúng ta có được sự kính sợ Chúa nếu chúng ta không biết Đức Chúa Trời chúng ta là ai? Như vậy, để có sự kính sợ Chúa, chúng ta xin Chúa làm điều đó. Nhưng mà chúng ta phải lấy lời Chúa làm kim chỉ nam cho mình, chỉ đạo cho mình mọi sự, tôn trọng lời Chúa, làm theo lời Chúa. Ấy là sự kính sợ Chúa. Chúa ra thêm sự kính sợ Chúa cho chúng ta. Nên bất cứ đứa nào mà nếu đã là lời Chúa, tôi im tôi nghe, tôi kính sợ Chúa và tôi làm theo, thì chúng ta sẽ giữ khỏi điều ác. Chứ còn quyền phép, sự hiểu biết Kinh Thánh không có tác dụng giữ chúng ta đâu. Kinh Thánh chép rõ sự kính sợ Đức Chúa Trời sẽ giữ người ta khỏi điều ác. Đó là lý do tại sao mà Chúa đã để loài người vào trong vườn Ê-đen để trồng vườn và giữ vườn. Vườn Ê-đen thuộc linh chúng ta chính là thân thể xác thịt chúng ta vậy. Vì Đức Chúa Trời đã lấy tay của Ngài để lấy bùn đất nắn lên thân thể xác thịt này, và Ngài thấy điều đó là rất tốt lành. Cái thân thể này Chúa gọi là rất tốt lành, nó rất có ích đấy nếu chúng ta cai trị nó bằng lời của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta chú ý trồng vườn và giữ vườn thì chúng ta phải biết sử dụng con mắt của mình để nhận biết công việc mình phải làm, cũng như người trồng vườn phải biết cây nào nên trồng trong vườn của mình và cây nào không nên trồng. Phải không nào? Chúng ta phải cẩn thận. Luca đoạn 11 câu 34 đến 36 chép: mắt là đèn của thân thể, nếu mắt ngươi sói sàng cả thân thể ngươi được sáng láng, song nếu mắt ngươi xấu thân thể ngươi phải tối tăm. Ấy vậy hãy coi chừng, kẻo sự sáng trong mình ngươi hóa ra sự tối chăng. Và nếu cả thân thể ngươi sáng láng không có phần nào tối tăm thì sẽ được sáng láng hết thảy, cũng như khi có cái đèn soi sáng cho người vậy. Con mắt đây nói về sự nhận biết lẽ thật, luật pháp và trách nhiệm của mình ở trước mặt Đức Chúa Trời, để cho có sự sáng của Chúa luôn luôn ở trong lòng mình. Quyền lực của ma quỷ và quyền lực của sự tối tăm, và quyền lực này không thể đến gần được sự sáng. Nó cũng chẳng sở hữu được sự sáng, không chiếm được sự thắng. Sự sáng cũng chẳng thắng được sự sáng. Do đó, để chúng ta có thể thắng được ma quỷ, chúng ta phải luôn có sự sáng của Chúa ở trong mình. Thì khi sự cám dỗ đến gần, chúng ta vẫn thắng nó. Và khi nó tấn công chúng ta có sự sáng của Chúa tấn công lại, chúng ta thắng. Như vậy, để bảo vệ chúng ta phải gia tăng sự sáng của Chúa ở trong chúng ta. Chính vì quyền phép của sự sáng là lớn, nên mỗi người tin Chúa phải luôn có sự sáng ở trong lòng chúng ta, để chúng ta được bảo vệ và được sống thành công trong Chúa. Mỗi người tin Chúa phải tỉnh thức với chính xác thịt của mình. Vì trước khi chúng ta tin Chúa, mỗi người chúng ta đã từng làm tồi mọi cho ma quỷ rồi. Vậy thì ma quỷ vẫn tiếp tục tìm cách để quay trở lại, để đồn lũy, để áp bức chúng ta. Vậy chúng ta phải cẩn thận về việc này, không cho nó cơ hội. Và nếu đèn chúng ta cứ thắp sáng luôn như vậy đó, cũng như người canh giữ cửa luôn tỉnh thức đấy, thì kẻ trộm không thể xâm nhập chúng ta được. Tôi sẽ đọc lời Chúa trong Luca đoạn 12 câu 35 đến 40 trước khi chúng ta nghỉ tại đây. Lưng các ngươi phải thắt lại, đèn ngươi phải thắp lên, hãy làm như người chờ đợi chủ mình ở tiệc cưới về, để lúc chủ đến gõ cửa thì liền mở. Phước cho những đầy tớ ấy khi chủ về thấy họ thức canh. Quả thật ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ thắt lưng mình, cho đầy tớ ngồi bàn mình và đến hầu việc họ. Hoặc canh hai, canh ba, chủ trở về, nếu thấy đầy tớ như vậy thì phước cho họ. Hãy biết rõ, nếu chủ nhà hay kẻ trộm đến giờ nào thì sẽ tỉnh thức, chẳng để cho nó đào ngoạch nhà đâu. Các ngươi cũng vậy, hãy trực cho sẵn sàng, vì con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. Chúng ta cứ đứng dậy cầu nguyện tạ ơn Chúa về lời của Chúa ban cho chúng ta.